Rồi, xin chào Nguyễn Quỳnh. Con là bạn đầu tiên bật cái livestream này lên đó. Rồi, rất là cảm ơn con nhé. Rồi, xin chào tụi con nha. Tụi con có gì mình comment tag bạn của mình vô để mà thông báo cho bạn mình biết là livestream nó đã lên rồi và chúng ta cũng chuẩn bị lên dĩa luôn. Thôi hãy tag bạn bè vô đi mấy đứa ơi, nếu mà mấy đứa đang xem cái livestream này, chúng ta hãy tag bạn bè vô. Ok, nghe con ha. Thông báo đến bạn bè của mình là livestream đã lên và chúng ta cũng chuẩn bị vô luôn tụi con. Thầy mới thấy các bạn Nguyễn Quỳnh ha con ha. Con là Nguyễn Hờ Quỳnh, không biết là cái chữ Hờ trong tên của con là viết tắt cho chữ gì nữa ha con ha. Có gì là con comment cho thầy biết luôn nhé. Thôi hãy tag bạn bè của mình vô đi mấy đứa. Hãy tag bạn bè của mình vô tụi con ha. Thông báo cho bạn bè mình là livestream đã lên. Phố đã lên đèn rồi tụi con ơi. Phố đã lên đèn. Hôm nay là một chương trình rất là khủng, rất là dữ dội mấy đứa. Đảm bảo là có rất là nhiều cảm xúc và có rất là nhiều phần thưởng. Nói chung là cảm xúc buồn, buồn cũng có, vui cũng có ha. Rồi xin chào Bảo Lê, xin chào Tuyết Nhung, và nếu mà tụi con đang có mặt trong livestream này, mình hãy comment họ và tên, ca học và giáo viên đang dạy tụi con để mà các thầy cô và các anh chị trợ giảng làm công tác điểm danh đi mọi người. Đối với những bạn nào mà học ở NQH thì các bạn cũng đều biết là ở NQH môn tiếng Anh là học đến 5 buổi, 3 buổi Google Meet ở trên lớp online chính, một buổi livestream trong group hỗ trợ cộng đồng 2K4 và một buổi vua từ vựng của thầy luôn mọi người. Như vậy là mình quá lời khi mà mình học tiếng Anh tại NQH. Chúng ta có quá nhiều cơ hội để mà chúng ta học nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. Và hôm nay là một buổi mà xem như là buổi học chính của tụi con luôn. Do đó là tụi con hãy comment họ và tên nè, ca học và giáo viên dạy tụi con. Được thì là mình tag tên cái người giáo viên đó vô luôn. Ví dụ như là Lương Vi Khang, K4, gạch ngang, cô Hoàng Trâm. Đó, mình tag tên cô Hoàng Trâm vô kiểu vậy mấy đứa ha. Mình học cô học thì mình tag vô là Miss Ginger Trần à, kiểu vậy ha. Và nếu mà tụi con có học thầy hơn nữa, con tag vô luôn, tag vô thầy Đinh Trung Hưng, có học thầy Đạt, thầy Thông, nói chung là học thầy cô nào là tag thầy cô đó vô cho thầy. Và mình rủ thầy cô học luôn mọi người, mình rủ thầy Hưng học nè, mình rủ thầy Đạt, thầy Thông, mình rủ thầy Thành, thầy Tú và mình rủ cô Tâm, cô Như, nói chung là có ai mà dạy môn khác ngoài tiếng Anh là mình rủ cái thầy Hưng học chung luôn. Được ha con ha. Rồi, ok, mình cứ tag thoải mái vô mọi người, tag tên thầy cô, tag tên bạn bè. Và thậm chí là chúng ta tag tên những cái người bạn mà mình đang có một cái kèo đua từ vựng với nhau, xem coi là bạn với lại mình là ai đúng nhiều câu từ vựng hơn ai đâu mấy đứa. Rồi, đúng rồi, hãy tag bạn bè của mình vô đi mọi người, để mà nói cho bạn bè của mình biết là chương trình đã lên, phố đã lên đèn và chúng ta chuẩn bị lên luôn. Ổn ha. Thầy nhớ tuần rồi là cái sự xuất hiện của hai vị vua, nhưng mà là vua toán, là thầy Tú và thầy Thành. Hai vị vua toán đã ghé thăm vua Từ Vựng để mà thử thách, và kết quả thì con biết rồi, đúng không? Hy vọng là hai cái vị vua toán cũng có mặt trong cái livestream lần này để mà chúng ta thử thách với lại các em luôn. Chúng ta thi đua với nhau cũng như là các em. Con biết là thầy Thành và thầy Tú đâu rồi? Thầy là thầy thấy thầy Thành rồi nha, còn thầy Tú là thầy chưa thấy nha. Rồi mình hãy comment họ và tên ca và tên giáo viên để mà chúng ta điểm danh.
Xin chào Hoài Khanh, xin chào Tuyết Hằng, xin chào Phương Vi, xin chào Hoàng Mỹ, rồi xin chào là Thanh Thảo nè con, xin chào Minh Thư con nhé, xin chào Duy Phát, xin chào Quốc Thịnh, xin chào Minh Châu, xin chào Thanh Trúc, rồi xin chào Bảo Trân con nha, xin chào Thùy Dương, xin chào Ngân Hà, xin chào Quỳnh Hương, xin chào Văn Hiếu, xin chào Phương Quỳnh, Quỳnh Hương, ok. Đó, bạn nào mà muốn thầy đọc tên thì chúng ta hãy comment vô đi mọi người. Thầy có năng khiếu là đọc tên cái người may mắn mấy đứa. Ví dụ như là trước khi mà thi đại học năm ngoái thì các anh chị 2K3 là hú thầy đọc tên quá trời luôn. Và 80 đến 90% các anh chị được thầy đọc tên, đọc số báo danh là toàn là thi 90 điểm không mấy đứa. Vậy mới hay chứ mọi người. Cho nên là mình càng được thầy đọc tên càng nhiều càng tốt. Thì mình cố gắng làm sao cho thầy đọc tên của tụi con mỗi một lần một tuần là tụi con ngon, đúng không? Mình có mấy chục tuần trước khi mà mình thi là coi như là cái gọi là cái sự độ của thầy nó truyền đạt cho tụi con nó càng cao hơn đó tụi con. Cho nên là mình hãy chăm chỉ comment họ và tên ca tên giáo viên của mình để mà thầy đọc lên tụi con ha. Hello Hồng Nhung, rồi xin chào con nhé, rồi xin chào Hằng Nga nè, Minh Châu luôn con ơi, xin chào Thanh Phụng mới vừa gặp con luôn ha. Rồi rất rất là vui luôn khi mà Thanh Phụng đã đặt một cái nickname cho thầy là Lan Huy Khương. Thật ra là Lan Huy Khương là một cái nickname thầy đã có từ lâu rồi, trong cái nick cũ của thầy thì rất là thích cái Lan Huy Khương, nó nghe nó giống như là gái được, nên nó rất là nghệ ha. Rồi, xin chào Công Hậu Thảo My, rồi xin chào thầy Lê Công Thành và thầy Phùng Đinh Minh Tú vua IELTS, ok. Xin chào Như Huyền ha, rồi thầy thấy là cũng đa số các bạn đã vô rồi đó. Và bạn nào đang học lớp cô Trâm thì mình hãy thả tim vô cái bình luận của cô Trâm đi mấy đứa ơi. Chúng ta hãy cho thấy là đoàn quân của cô Trâm đã sẵn sàng giật những cái giải thưởng có trong cái chuyên mục ngày hôm nay. Rồi, xin chào Trần Gia Thanh Phụng. Nãy thầy quên đọc tên con rồi đúng không? Xin chào Minh Phương, xin chào Ngọc Thi. Đó, chúng ta comment họ và tên để mình điểm danh nha. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị bắt đầu thôi mấy đứa. Và trước khi bắt đầu chuyên mục hôm nay, thầy muốn vinh danh những bạn cực kỳ xuất sắc trong vua từ vựng tập 2. Chúng ta có tổng cộng là 6 bạn, ở lộn, 7 bạn xuất sắc. Bạn đầu tiên là bạn Nguyễn Vũ Giáng My. Bạn đã xuất sắc với cái nhân phẩm của bạn khi mà bạn được 100.000 giải lan tỏa mọi người. Nói chung là mặc dù đây là giải về nhân phẩm thôi, nó là về may mắn thôi, nhưng mà thầy vẫn chúc mừng bạn, bởi vì nếu mà không có nhân phẩm tốt thì bạn không thể nào mà bạn được cái giải này mới được. Và nếu như mà bạn đã không có bỏ công bỏ sức để mà bạn share cái bài livestream là bạn cũng không có được giải này mọi người. Cho nên là được cái giải này là thầy càng phải chúc mừng ha, vừa may mắn nè và vừa có công sức nè. Và chúng ta có 6 bạn cực kỳ giỏi, các bạn là người đúng nhiều nhất và nhanh nhất khi mà các bạn tham gia giải thực chiến, là bạn Phương Ni đến từ NQH Tân Bình, học lớp nâng cao. Bạn Nguyễn My, hình như là Nguyễn My học lớp cô Trâm đúng không con? Bạn Hồng Luyến cũng vậy, cũng là học lớp cô Trâm. Và thầy rất là vui khi mà thầy thấy bạn Vĩnh Bảo học trường Nguyễn Chí Thanh đang học NQH Tân Bình nâng cao của thầy cũng đạt giải. Và thầy xin được chúc mừng bạn Trần Bá Anh học chuyên toán Lê Hồng Phong. Mặc dù là bạn chuyên toán thôi nhưng mà tiếng Anh bạn cũng rất là bá đạo, giống như là tên Bá Anh của bạn vậy mọi người. Bá Anh, bá đạo, cả toán lẫn tiếng Anh. Ghê 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 ha. Và xin chúc mừng bạn Ted Lê, bạn đến từ nước ngoài mọi người, bạn là Việt kiều cho nên là bạn lấy tên tiếng Anh luôn đó. Thì thầy rất là cảm ơn tụi con đã nỗ lực trong cái vòng tập 2 vừa rồi và giành được những cái giải thưởng xứng đáng với tụi con. Và hiện tại là 80 lượt xem rồi mọi người, thì chúng ta cùng bắt đầu chuyên mục của mình ngày hôm nay nha tụi con. Rồi, và hôm nay là ngày 6 tháng 8, 68 cực đẹp mấy đứa. Bởi vì nếu như mà 68 theo phong thủy chúng ta gọi là cha là gì quên mất tiêu ta. 6 là à, lục lục bát, nói chung là 68 là số rất là đẹp, số phát tài hay sao đó, hình như thầy nhớ là như thế. Thì để mà đánh dấu một cái ngày đẹp như thế, một cái ngày đầu tháng như thế, là thầy có một cái mini game lớn nhất từ trước đến giờ mà thầy từng tổ chức trong bất kỳ cái cuộc livestream nào mà thầy đã livestream. Hôm nay là một mini game mừng tháng 8. Và đầu tiên là giải lan tỏa. Thì khác với mọi khi là giải lan tỏa trong cái mini game lần này là nó có 6 giải và giải cực khủng mọi người. Rồi, thì chúng ta sẽ có 6 giải lan tỏa để mà mừng tháng 8 tụi con. Giải nhất, một giải nhất 200 ngàn mà được. Có thể là tiền điện thoại, có thể là Momo, nói chung là thầy cô sẽ cố gắng chuyển cho tụi con 200 ngàn. 200 ngàn dư sức tụi con sell Shopee vào ngày 8 tháng 8 chủ nhật tuần này mọi người, 200 ngàn mọi người.
Giải nhì 100 ngàn, được ha. Rồi giải ba 50 ngàn. Giải tư 40k, 40k cũng là một cái tô phở xịn sò rồi tụi con. Giải năm là 30k. Và giải 6 là 20k, lấy hên lấy lộc. Như vậy là chúng ta sẽ có 6 giải lan tỏa cực khủng. Thì tổng giá trị giải thưởng của giải lan tỏa là cỡ là nhiêu ta? 200 cộng 100 cộng 4, 5, 40, 50, 30. Mời thầy Thành và thầy Tú tính giùm thầy, hay nhớ là cỡ 400-500 ngàn, không nhớ lắm, như là 450 hay nhiêu á. Như vậy để mà giành được những cái giải lan tỏa này là tụi con chỉ còn làm đúng với thầy một bước đơn giản. Lần này chỉ là một bước thôi mọi người. Ơi, một bước là tụi con hãy share cái bài livestream này ở chế độ công khai kèm theo hai cái hashtag cực chuẩn. Hashtag đầu tiên á là luyện tiếng Anh 10 điểm cùng NQH. Và cái hashtag thứ hai là NQH Tân Phú, Tân Bình, quận 10. Mọi người như vậy chỉ cần làm một bước một thôi. Thì lần này chúng ta không có cần comment số xếp gì cả mọi người. Lần này thì muốn nó ngắn nhất, nhanh nhất có thể, tiện nhất cho mấy đứa ha. Rồi chúng ta sẽ có thời gian là 1 phút để mà chúng ta share cái bài livestream này ở chế độ công khai và kèm theo hai cái hashtag thế này. Mấy đứa hãy nhớ là đúng cái hashtag và đúng chế độ công khai là tụi con mới được nhận giải nha tụi con. Tụi con mới được quay số nha tụi con. Tụi con không share công khai là thầy không có biết tụi con là ai để mà thầy quay số đâu mới được. Và tụi con phải có hashtag thì tụi con mới đúng được cái cú pháp của mình. Thì lúc đó tụi con mới được công nhận. Như vậy còn chờ gì nữa mọi người, chúng ta hãy cùng nhau share cái bài livestream này với hai cái hashtag để thử sức với lại cái nhân phẩm của mình. Và thầy gọi cái giải này là giải lan tỏa là bởi vì thầy muốn tụi con lan tỏa cái livestream này đến với rất là nhiều người bạn của mình trên Facebook. Rõ ràng trên Facebook của chúng ta có rất là nhiều luồng thông tin tích cực có, tiêu cực có. Và điều mà chúng ta cần làm là lan tỏa những thông tin tích cực đến với những người trên Facebook của chúng ta. Và thầy nghĩ là cái chuyên mục vua từ vựng của thầy là một trong những cái thông tin mang tính tích cực dành cho những bạn nào mà đam mê tiếng Anh, sẵn sàng học thêm những từ vựng hay. Như vậy là tụi con hãy tham gia giải lan tỏa này để mà góp phần làm cho cái môi trường mạng của chúng ta thêm trong sạch, thêm lành mạnh, thêm tích cực còn ha. Và biết đâu chừng khi mà tụi con share thì bạn bè của tụi con sau này học cái chương trình này và sau đó là điểm cao và quay trở lại cảm ơn tụi con thì sao? Thì lúc đó con đã làm một cái điều quá tốt trong cuộc đời này đó, một cái điều quá thiện lành trong cuộc đời. Như vậy với tinh thần đó, với ý nghĩa đó, thầy mong rằng tụi con sẽ share hết mình với hai cái hashtag thể hiện đẳng cấp của chúng ta là một người con NQH. Và thầy trân trọng điều đó và thầy muốn dành cái sự biết ơn của thầy đối với tụi con bằng cách là trao cho tụi con 6 giải dành cho 6 bạn may mắn nhất để mà ăn mừng tháng 8. Hy vọng là tháng 8 là một tháng mà chúng ta có nhiều thông tin tích cực hơn, số ca giảm, số người xuất viện tăng và cái ngày mà mình đi học offline trở lại ngày càng gần, ngày mà mình gặp bạn, gặp bè, gặp thầy cô, gặp bồ, gặp crush của mình nó ngày càng gần mọi người. Như vậy hãy dành ra 1 phút để mà share cái bài này, không chỉ giúp tụi con đạt được giải thưởng mà còn giúp lan tỏa những điều tích cực đến với cuộc sống này mọi người. Rồi ok nha con ha. Đó thì đó là giải lan tỏa của chúng ta và thầy xin chào Thùy Linh nha con. Tiếp tục là chương mục đọc tên của thầy. Thầy xin chào Bảo Ngọc, Nhật Minh, xin chào Nhật Minh luôn, xin chào Thanh Phúc, xin chào Cẩm Nhi, Thanh Hương, xin chào Thiên Anh. Rồi, và mấy đứa hãy share để mà lan tỏa giá trị và để mà đạt được những giải thưởng 8 tháng 8, Shopee nó sale đó tụi con, được ha. Và ngoài cái giải mà test nhân phẩm của tụi con, chúng ta còn một cái giải dành cho những cái bạn nào mà nỗ lực từng ngày, những cái bạn nào mà có làm trước cái phần livestream của thầy, thì gọi cái giải đó là giải thực chiến thôi được. Thì đây là giải nó không hề dựa vào nhân phẩm chút nào cả, nó dựa vào nỗ lực, thực lực của mình thiệt luôn. Và cũng giống như tuần trước là nó sẽ có 6 giải dành cho những cái bạn nào mà nỗ lực thật sự. Mỗi giải 50k mọi người, 50k, tiền điện thoại, tiền Momo, nói chung có tiền là có giải ha. Và tụi con muốn đạt được giải này dễ lắm, mình làm một bước đơn giản thôi. Là mình sẽ comment đáp án cho một lần 5 câu hỏi với cú pháp như sau. Tên, số thứ tự câu hỏi cộng cho đáp án. Khen gạch ngang 1A, 2C, 3D, 4A, 5D. Đó, kiểu vậy mọi người. Thầy nghĩ là tụi con đã quá quen đối với lại cái giải thực chiến này đúng không? Và vừa rồi là đã có 3 bạn Tân Bình, 3 bạn Tân Phú đã đều giải thực chiến này. Không biết là trong cuộc thi thực chiến này là ai được nhiều hơn ai? Liệu đằng đó là những bạn học NQH Tân Bình, liệu đằng đó là những bạn học NQH quận 10, hay là NQH Tân Phú, hay là NQH Cầu Xéo đây mọi người?
Mọi người hãy comment cho thầy là chúng ta sẽ muốn ai đạt giải thực chiến ngày hôm nay, NQH Tân Bình, NQH quận 10, NQH Cầu Xéo hay là NQH Tân Phú. Mình hãy comment cơ sở của mình đi mọi người. Tân Bình nè, quận 10 nè, Cầu Xéo nè, Tân Phú nè, mình muốn ai đạt giải này mình comment đi mới được. Đó. Mình nghĩ rằng là đội nào sẽ đạt giải thực chiến, mình hãy comment đi. Liệu rằng là NQH Tân Bình, NQH quận 10, NQH Tân Phú, đội nào mọi người? Hãy comment cho thầy biết ha. Rồi, và sau đây chúng ta đã có 100 bạn đang xem livestream và không để mấy đứa chờ lâu. Chúng ta sẽ đến với vòng 1 của giải thực chiến, con ơi. Ok, rồi, tụi con trong vòng 1 phút hãy comment đáp án cho thầy từ câu 1 đến câu 5 với cú pháp như sau: tên, gạch ngang, đáp án của chúng ta, và bạn nào nhanh nhất thì sẽ được 50k con ha. Rồi, chúng ta chuẩn bị bắt đầu nha mọi người. Thầy comment cái chữ bắt đầu là tụi con mới được comment nha tụi con. Cuộc chơi bắt đầu. Cuộc chơi bắt đầu. Rồi, tới công chuyện luôn đi mọi người. Một phút nha mấy đứa. Một phút nha mấy đứa. Bắt đầu tới bến luôn tụi con. Đó. Bắt đầu tính giải đó mọi người. Giải được tính sau cái chữ bắt đầu của thầy đó mấy đứa ha. Mình có một phút mình comment đáp án. Đáp án trên màn hình đó con cứ thử comment đi là con sẽ biết liền ha. Thì đúng là đáp án trên màn hình nhưng mà không biết nó là đáp án đúng hay là đáp án sai thôi. Ừ. Như vậy là sao? Cái hiệu lệnh bắt đầu của thầy là thầy thấy rất là nhiều bạn đã comment rồi con nhé. Thầy thấy là có bạn Nhung, Nhật Minh, Thảo, Thư, Kỳ Duyên, Thùy, Huy, Anh, My. Rồi, rồi. Bạn Khang cũng comment luôn. Nhưng mà bạn Khang trá hình núp lùm bạn Ivas nè. Musile. Ok còn ha. Rồi, bạn Thảo cũng comment luôn. Và chúng ta còn 30 giây nữa chúng ta kết thúc. Thì khi mà thầy comment kết thúc là tụi con không có được tính cái giải này đâu tụi con. Còn 15 giây mọi người ơi, 15 giây mọi người ơi. Rồi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kết thúc vòng 1. Và chúng ta sẽ được biết ai là người đoạt giải 50k trong vòng 1 sau khi mà thầy sửa đến câu số 5. Và sau khi thầy sửa đến câu số 5 cũng là lúc chúng ta quay số trúng thưởng cho giải lan tỏa đầu tiên là giải 20k nha tụi con. Rồi, số 1, thầy vẫn mong muốn tụi con comment đáp án cho thầy ha. Và đây là một cái câu mà theo thống kê trong cái đường link mà thầy có được đó, thì đây là câu mà các bạn sai khá là nhiều. In order to qualify for this position, you must have a driving license. Để mà có đủ năng lực được tuyển vào cái vị trí này thì đầu tiên là con nhớ luôn giùm thầy cái cụm từ là qualify for. Qualify for mình dịch là có đủ năng lực. Có đủ năng lực được tuyển vào. Để mà có đủ năng lực cho cái vị trí này là bạn phải có một cái giấy phép lái xe cực kỳ trong sạch, chưa bao giờ là bị dịnh vô, chưa bao giờ là bị đóng phạt. Như vậy một cái giấy phép lái xe trong sạch, không có bao giờ bị phạt là tụi con chọn chữ clean, clear, white hay là fair. Thầy nghĩ là một trong hai đáp án thôi, clean hoặc là clear đúng không con? Nhưng mà chưa chắc con chọn đúng. Ok, bạn nào chọn A là bạn đó quá xuất sắc. Rồi, thầy xin được chúc mừng bạn Phương Ni và thầy xin được chúc mừng cao thủ Phung Đinh Minh Tú. Thầy Tú đã quá giỏi trong câu này. Thầy cái chữ clean ở đây mình không có dịch là sạch theo nghĩa là đồ đạc sạch, phòng sạch bình thường, mà mình phải dịch là trong sạch theo kiểu là không có vi phạm pháp luật, not illegal. Ví dụ như là từ trước đến giờ là bạn nào đi ra đường có bằng lái xe, giấy phép lái xe mà không bao giờ bị cảnh sát thổi, không bao giờ bị cảnh sát phạt, thì cái giấy phép lái xe đó cực kỳ clean luôn. Cực kỳ clean luôn. Và thầy nghĩ rằng là thầy và tụi con, tất cả những ai mà đang xem phim, anh đang xem cái livestream này đều có một cái clean police record, là đều có một cái hồ sơ hình sự, hồ sơ cảnh sát trong sạch. Đó giờ chúng ta chưa từng phạm tội mọi người, chúng ta chưa từng được mời lên phường ha, hay là bóc lịch ha, thì chúng ta có một cái clean police record.
Thôi dễ nha mấy đứa. Câu B thì mình dịch là sạch là dễ rồi. Và câu B có một cái cụm từ mà thầy phải nói cho tụi con nghe, lương tâm trong sạch là a clear conscience. A clear conscience là lương tâm trong sạch. Quá tuyệt vời. C là trắng, cũng chả có gì để nói. Còn câu D mình dịch là công bằng, fair. Công bằng nha con, fair. Thôi chọn câu A. Một cái bằng lái xe, giấy phép lái xe mà chưa bao giờ bị phạt là clean driving license. Như vậy là câu này thầy xin được chúc mừng khá là nhiều bạn nha. Thanh Hương đúng, Thầy Khanh đúng nè, My Châu là quá giỏi luôn, Ngọc Võ là quá ok, Thanh Phùng cũng vậy, Hương Lâm cũng ok ha, Tuyết Mai cũng ok ha, Ruby Ngọc quá xuất sắc. Và nếu như mà mình đã chuẩn bị sẵn sàng qua câu số 2 thì mình hãy comment yes một cái thật mạnh cho thầy. Mình hãy comment yes một cái thật mạnh để thầy biết là tụi con đã ghi xong cái kiến thức của câu số 1 và tụi con sẵn sàng qua câu số 2. Xin chào Thái Khang, chúng ta hãy cùng comment để mà chúng ta nhận được quà nha Thái Khang nhé. Rồi, hãy comment yes cho tụi con và thầy thấy là bạn Minh Thư đã yes đầu tiên ha. Xin chào bạn Tuyết Mai con nha. Chúng ta đến với câu số 2 và thầy cũng mong đợi được xem những cái kết quả của tụi con. Không biết là câu 2 tụi con chọn gì. Bạn có thể ở đây với chúng tôi nếu mà bạn thích. Bởi vì chúng tôi là có một cái phòng dư trong nhà của chúng tôi. Ví dụ như là chúng tôi có 5 người, nhưng mà chúng tôi có 10 cái phòng. Như vậy chúng tôi có 5 phòng dư. Và phòng dư trong tiếng Anh là a spare room. Thầy nghĩ là câu này nó không thể nào nó làm khó tụi con được. Spare mình dịch là dư nha tụi con ha. Rồi, ví dụ như là hồi đó mình đi học nè, đó mình được tiền ba mẹ cho là 30 ngàn một ngày. Rồi mình mua đồ ăn sáng, đồ này nọ 20 ngàn. Mình còn dư 10 ngàn thì cái đó là tiền lẻ dư con. Tiền lẻ dư là spare cash. Và dĩ nhiên là chúng ta phải có những cái spare key mới được. Chúng ta phải có những cái chìa khóa dự phòng, những cái chìa khóa dư mọi người. Và những cái xe ô tô thì xe nào nó cũng sẽ có là spare tire. Thì spare tire là những cái bánh xe nó dư, phòng trường hợp là nó nổ lớp và chúng ta lấy cái bánh xe đó chúng ta thay vô. Thầy thấy là những cái bộ phim Mỹ á, khi mà đi du lịch đồ là người ta hay chiếu những cái cảnh là bánh xe bị hư, rồi người Mỹ là người ta lấy cái bánh xe dư người ta lắp vô đó con. Spare pen là tụi con phải có khi mà tụi con thi đại học. Mình phải đem 5 cây bút cho thầy. Lỡ như cây bút 1 nó hết mực là mình còn 4 cây bút spare tụi con xài. Spare moment là những giây phút thoải mái, dễ chịu, những giây phút mà dư giả một tí. À con ha, spare moment. Spare minute cũng vậy, spare minute là những giây phút dư một xíu để mà tụi con giải trí, tụi con nói chuyện với người A, người B, người C. Thì thầy mới vừa liệt kê cho tụi con tất cả những danh từ cộng cho chữ spare mà mình dịch là dư. Rồi, trong đó thì mình có câu A, sparse, mình dịch là thưa thớt. Và câu A nó sẽ đi chung với cái cụm từ là sparsely, thinly populated. Dân cư thừa thớt. Dân cư thừa thớt. Sparsely, thinly populated. Được ha, này nói về địa lý chắc rồi mấy đứa. Mình có scarce. Scarce mình dịch là khan hiếm. Thì thầy nghĩ là cái từ này tụi con dễ biết. Nhưng mà cái mà tụi con không biết là cái cụm từ này mọi người ơi. Make oneself scarce. Nếu thằng này mình dịch nghĩa đen, mình dịch là làm cho ai đó hiếm. Thì làm cho ai đó hiếm tức là bỏ chạy để mà tránh bị phạt mọi người. Bỏ chạy để mà tránh bị phạt tụi con ơi. Make oneself scarce. Ổn ha. Rồi, và cái chữ rare mình dịch là hiếm hoặc là ít gặp. Hiếm hoặc là ít gặp. Đó. Ví dụ như là rare disease. Thì rare disease là một cái căn bệnh hiếm. Có một cái căn bệnh hiếm là bệnh FA con. À không, quên. FA thì không thể nào mà rare disease được. FA là căn bệnh phổ biến mà ít gặp. Đúng không? Rồi, rare occurrence. Occurrence mình dịch là sự diễn ra. Sự xảy ra mới được. Sự diễn ra. Sự xảy ra. Event là sự kiện. Như vậy một cái sự kiện hiếm là rare occurrence. Rare event. Movement. Movement là phong trào. Hay là sự chuyển động. Tùy tụi con dịch. Opportunity là cơ hội. Cơ hội nha con. Occasion là dịp. Ví dụ như là hôm nay là một cái rare occasion mà tụi con lượm được nhiều giải thưởng nhất mới được. Đến tuần sau là chúng ta vẫn có giải. Mà giải sương sương thôi. Chừng nào mà sự kiện lớn kìa. Đầu tháng kìa. Thì mới chơi giải bự tụi con. Như vậy mình hãy tranh thủ cái rare occasion này để mà mình có thêm cái kiến thức mới cũng như là thêm những cái từ vựng nha con ha. Rồi và nếu mà tụi con đã sẵn sàng qua câu số 3, tụi con hãy comment 3. Hãy comment 3 để mà mình qua câu số 3. Mình hãy comment 3 để mà mình qua câu số 3. Xin chào Quang Huy, xin chào Hàng Hà, xin chào Anh Thiên.
Xin chào Ngân Hà. Rồi, xin chào Thành Trí nha. À, những bạn nào vô sau là mình cứ comment thoải mái nha, để mà tương tác với thầy cũng như là mình có cơ hội được lực giải. Rồi, tiếp tục với lại câu 3 nha mấy đứa. Câu 3 là câu kiểm tra về cụm thành ngữ, cụm cố định. In chấm chấm of the cost involved, we decided not to go ahead with the plan. Thì trong cái câu này mình có hai cái cụm từ mình cần khai thác trước cái đã, là cái chữ involved. Involved mình giờ là dính líu hay là bao gồm. Và một cái cụm từ nữa là go ahead with mình giờ là tiếp tục. Như vậy là sau khi cân nhắc những chi phí bao gồm, chúng tôi quyết định là không có tiếp tục với lại cái kế hoạch. Thì mình cần một cái cụm từ mà mình dịch là sau khi cân nhắc, và thầy cũng muốn tụi con comment luôn giùm thầy đáp án. Rồi con ơi, sau khi cân nhắc là in view of, chọn câu A. Và nó bằng với cái cụm từ là considering something, sau khi cân nhắc. Sau này mà tụi con dùng cái cụm từ này trong bài thi IELTS writing thì nó cực kỳ sang chảnh, cực kỳ phê, và điểm từ vựng của chúng ta chắc chắn nó sẽ cao hơn. In view of, được ha? Chúng ta hãy trở thành một cái người đam mê như thầy. Thầy là một người đam mê từ vựng cực kỳ nhiều, do đó là những cái điểm writing và speaking của thầy cực kỳ cao mà được trong bài thi IELTS, bởi vì cái lượng từ vựng rất là khủng của thầy. Rồi mình có chữ cite. Cite thì mình dịch là theo quan điểm của ai đó. Nếu như nó có trong cái cụm từ là in the sight of hoặc là in somebody's sight, theo quan điểm của ai đó. Được ha? Scene. Scene mình thường dịch là cảnh trong phim, cảnh trong kịch. Và trong trường hợp này thì muốn nhắc đến một cái nghĩa là hiện trường. Scene. Nó còn dịch là hiện trường vụ án đó mới được. Và chúng ta có cái cụm từ cần nhớ là arrive on the scene, là đến ngay hiện trường. Arrive on the scene là đến ngay hiện trường ha con ha. Và câu D là câu mà tụi con dễ chọn nè. Aspect. Aspect mình gọi là khía cạnh mọi người ơi, khía cạnh. Rồi hãy lấy ví dụ là all là aspects of life, và tất cả khía cạnh trong cuộc sống. All là aspects of life. Rồi, thì quan điểm của thầy mọi người, quan điểm của thầy khi mà học từ vựng là tụi con hãy gắn từ vựng mình mới vừa học với tất cả các aspects of life, với tất cả các khía cạnh trong cuộc sống. Ví dụ như là mình xem một cái video clip giải trí, mình thấy là cái video clip này nó gợi cho mình nhớ đến một cái từ này, thì mình hãy cố gắng mình nhớ đến cái từ đó và mình gán cái từ đó vô cái video clip giải trí đó. Và một lát nữa thầy sẽ chỉ cách tụi con ứng dụng, thì thầy phải nhắc đi nhắc lại cái cách học này để mà tụi con nhớ, tụi con học hay tụi con ha. Để mà học từ vựng thành công, hãy học bằng cách là học đi đôi với hành, gán những cái từ vựng mình mới vừa học với những cái sự kiện xung quanh của chúng ta, với những cái khía cạnh của cuộc sống, aspects of life. Rồi, lùm nhẹ câu A là chuẩn bài. Và nếu như mà câu 4 tụi con đã sẵn sàng, số 4 đi mọi người, comment số 4 đi mấy đứa ơi. Rồi, hãy comment số 4 để mà thầy biết tụi con đã sẵn sàng. À, bạn Châu Nguyễn có một câu hỏi rất là hay, là khi nào view mới dịch theo nghĩa là quan điểm. À, khi mà mình viết hoặc là khi mà mình nói con. À, khi mà mình viết thì khi mà mình nói thì nó tự khắc nó có nghĩa là quan điểm thôi. Rồi theo quan điểm của tôi chẳng hạn là tôi có một quan điểm về, đúng không con? À, kiểu vậy, theo quan điểm của tôi thì tôi có một cái quan điểm về, khi mà con nói con viết ra là tự khắc là con sẽ có nghĩa là quan điểm. Với lại nữa là cái từ quan điểm nó thường đi chung với động từ have, và có quan điểm về, có quan điểm về là have views on, have views on là có quan điểm về nha con ha. Thường là như thế. Ok, hay là have view about, kiểu vậy mọi người. Rồi, số 4 thì chúng ta cứ hãy giống như là bạn Châu Nguyễn, mình có thắc mắc nào là mình cứ hỏi cho thầy, là thầy xin cảm ơn câu hỏi của bạn Châu Nguyễn nha. Rồi, số 4 thì đây là câu không dễ chút nào mà đứa ơi. Đây là một trận đấu gì đó và cái kết quả nó in doubt. Thì in doubt mình dịch là chưa rõ ràng, chưa rõ ràng. Kết quả nó chưa rõ ràng cho đến phút cuối cùng. Thì đây là trận đấu mà ngang tài ngang sức. Rồi tụi con, trận đấu mà ngang tài ngang sức thì theo mấy đứa là chúng ta dùng cái tính từ nào còn cho chữ match. Ok con, như vậy trận đấu ngang tài ngang sức nó sẽ là a short match. Chọn C là không đúng ha. Rồi, đáp án chắc chắn là câu mà nhiều bạn chọn là câu B, close match. Thường mình dịch là gần mọi người, nhưng mà ngoài nghĩa là gần thì mình còn dịch là ngang sức, close match, trận đấu ngang sức. Một cái cuộc thi ngang sức là close contest.
hoặc là một cái cuộc bầu cử ngang sức, một cái cuộc bầu cử ngang sức là close election, một cái sự kết thúc ngang sức là close finish. Thầy dự đoán là trong cái phần livestream của thầy hôm nay nó sẽ có rất là nhiều cái close finish mày được. Tụi con sẽ có rất là nhiều bạn comment đúng cái số lượng câu hỏi, nhưng mà các bạn sẽ nhanh hơn một vài khắc, một vài giây thôi. Nói chung là ngang sức nha con ha. Và liên quan đến chữ ngang sức này thì thầy có một cái trường hợp hy hữu muốn chia sẻ với tụi con. Thì đây là cách mà chúng ta học tiếng Anh nè mọi người. Chúng ta hãy gán những cái từ vựng mình học được với những cái hiện tượng đời sống mà chúng ta quan sát được xung quanh. Thì vừa rồi là có Olympic ở Tokyo đó tụi con, và có một cái hiện tượng khá là hy hữu là có hai vận động viên được cùng một cái huy chương vàng luôn. Và đây là hiện tượng rất là hy hữu, bởi vì hiện tượng đầu tiên nó xảy ra là cách đây 113 năm. Thì sau 113 năm là hai vận động viên cùng nhận huy chương vàng, bởi vì hai vận động viên này nó người ta nhảy cùng một cái mức sào mới được. Ví dụ như là 5 mét, người ta nhảy đúng 5 mét luôn, cả hai người đều nhảy đúng 5 mét và không ai nhảy hơn được nữa. Và khi đó là vận động viên hỏi cái người giám khảo là như vậy tụi tôi là được hai cái huy chương vàng, mỗi người một cái được không? Và giám khảo đã chấp nhận. Và đây là một cái close match thật sự, một cái close contact thật sự mấy đứa. Và nếu như mà mấy đứa đã có theo dõi cái trường ở lộn, mấy đứa đã theo dõi cái vua từ vựng của thầy tuần trước, thì thầy gọi cái tình huống này là dead heat. Dead heat là một cái tình huống mà cái kết quả thi đấu nó ngang ngửa nhau hoàn toàn. Nó ngang ngửa nhau hoàn toàn là dead heat. Rồi sẵn tiện thầy ôn bài luôn ha. Và đây là cách chúng ta học từ vựng. Hãy gán những từ mà mình vừa mới học với những hiện tượng sự vật xung quanh là chúng ta sẽ dễ nhớ từ vựng đó hơn. Rồi, và câu số 5 sẽ là câu đoán được. Câu số 5 sẽ là câu kết thúc vòng 1. Và trước khi qua câu 5 thì thầy có một vài lưu ý về câu A, câu C, câu D cho tụi con. Thì near, near ở đây mình cũng có thành ngữ cho mình học nha mọi người. Close to the mark hoặc là near the mark. Thành ngữ này mình nhìn là khá chính xác. Khá chính xác có nghĩa là cũng chưa có chính xác lắm. Ví dụ như là such guesses are quite close to the mark. Close to the mark. À, những cái câu đoán này, những cái việc đoán này thì nó khá chính xác rồi đó. Kiểu vậy hả con ha. Ví dụ như là nhiều đáp án của các bạn đây khá là close to the mark. Câu C mình giờ là ngắn là lùn thì ai cũng biết rồi. Và câu C có một cái cụm từ mà thầy muốn tụi con nhớ là be short with somebody. Hàng này mình giờ là cục xúc với ai đó. Ngoài nghĩa là ngắn là lùn thì nó còn một cái nghĩa lạ hơn là cục xúc với ai đó. Ví dụ như là I'm sorry I was short with you earlier. Tôi xin lỗi, trước đó là tôi cục xúc với bạn quá. Và tụi con hãy nhớ là từ quen nghĩa lạ là cái xu hướng ra đời của bộ giáo dục hàng năm nha mọi người ha. Từ quen nghĩa lạ. Mình hãy thử hỏi các anh chị 2K3 mình biết đi mọi người. Coi các anh chị 2K3 có đau đớn với những cái câu từ quen nghĩa lạ vận dụng cao của bộ không mọi người. Câu D thì mình dịch là gọn gàng sạch sẽ. Và câu D nó đi chung với cái cụm từ là neat and tidy. Neat and tidy. Rồi, hy vọng là mặc dù tụi con ở nhà nhưng mà tụi con vẫn neat and tidy để mà tụi con có một cái gì đó gọi là phong thủy nó tốt, một cái hơi hướng nó tốt, một cái bầu không khí nó tốt, mình học nó tốt hơn. Thì đây là câu số 4 ha. Rồi, và thầy nghĩ là tụi con cũng đã sẵn sàng qua câu 5, bởi vì thầy biết chắc tụi con đang rất là ngóng chờ xem ai được cái giải thực chiến và giải lan tỏa đúng không nào. Số 5 là cái việc mà phủ nhận việc này là một điều vô dụng. Họ biết là tôi đã dính líu đến cái sự sụp đổ của họ. Như vậy dính líu đến cái gì đó là có một cái cánh tay, một cái nhiệm vụ, một cái công việc hay là một cái bàn tay để con. Thầy chốt luôn nha con. Dính líu đến gì đó là nó sẽ có một cái hand trong cái việc đó mới được. Hand ở đây mình không được dịch là tay mà mình dịch là vai trò. Thì have a hand in something là có vai trò trong việc gì đó. Bây giờ là phủ nhận còn ích lợi gì, họ biết là tôi có vai trò trong việc này rồi. Rồi, và củng cố vai trò của một ai đó là strengthen one's hand in something. Củng cố vai trò của một ai đó là strengthen one's hand in something. Ok nha. Lần này thầy sẽ được chúc mừng bạn Nguyễn Tuân, Ngọc Võ, Mi Châu, Phương Ni, và thầy sẽ được chia buồn với lại là bạn Phùng Đình Minh Tú. Chà, đâu dễ đâu thầy Tú ơi, đúng không? Rồi. Đối với câu A thì mọi người đều biết nghĩa đen. Nhưng mà cái nghĩa bóng, cái nghĩa thành ngữ mà tụi con cần học là cái nghĩa này nè tụi con. Cost an arm and a leg. Hàng này mình dịch là tốn tiền nhiều. Còn pay an arm and a leg mình dịch là trả nhiều tiền vậy đó. Và đây là một thành ngữ cực kỳ bốc. Sau này mà tụi con thi IELTS Speaking hãy dùng thành ngữ này cho thầy. Với những cái chủ đề liên quan đến sở thích
Được ha? Còn hai ví dụ như là người ta hỏi mình thích gì, mình nói là thích mua sắm, mình nói là mặc dù tôi phải trả nhiều tiền cho một món đồ nhưng mà tôi thích là tôi sẽ mua. Although I have to pay an arm and a leg for the thing I like, but I still buy it. Kiểu kiểu vậy mọi người. Task, task là công việc, là nhiệm vụ. Và chúng ta có một cái cụm từ cố định cực kỳ hay, the task in hand. Thì the task in hand mình dịch là nhiệm vụ đang thực hiện. Nhiệm vụ đang thực hiện hay là đang được nói đến. Rồi job, job là công việc là ai cũng biết rồi. Và chúng ta có một cái thành ngữ này tụi con phải nhớ tụi con ơi, make the best of a bad job. Make the best of a bad job. Nghĩa đen là tạo ra điều tốt nhất của một công việc xấu. Còn nghĩa thành ngữ là làm hết sức mình trong một tình huống khó khăn. Ví dụ như là dịch Covid của chúng ta là một tình huống rất là khó khăn, và các thầy cô cũng như là ba mẹ tụi con và cũng như là tụi con đã make the best of a bad job rồi mọi người. Thì thầy xin được cảm ơn, chúc mừng 120 bạn đang xem cái livestream này. Tụi con đã make the best of a bad job. Rất là khó khăn, mạn mẻo đôi khi nó lắc, dịch bệnh đôi khi là làm cho mình cảm thấy sự chết, nhưng mình có mặt trong cái livestream ngày hôm nay là mình đã làm một điều gì đó quá tuyệt vời. Mình đã tận dụng những cái khó khăn biến nó thành cái cơ hội để mình đứa ha. Rồi, lần luôn mọi người, chúng ta xong rồi đó mấy đứa. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với giải đầu tiên là giải lan tỏa. Thầy nhắc lại cái cách mà chúng ta tham gia giải này. Thì chúng ta sẽ có 6 giải lan tỏa để mà ăn mừng tháng 8. Giải nhất 200 ngàn, giải nhì 100 ngàn, giải ba 50 ngàn, giải bốn 40 ngàn, giải năm 30 ngàn và giải sáu 20 ngàn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay số trúng thưởng xem là bạn nào sẽ được giải sáu nha con ha. Rồi, thì bạn nào mà chưa tham gia, chúng ta hãy tham gia với một cách thức rất là đơn giản thôi con. Tụi con hãy share cái bài livestream này ở chế độ công khai kèm theo hai cái hashtag là luyện tiếng Anh 10 điểm cùng NQH và NQH Tân Phú Tân Bình quận 10. Rồi như vậy chúng ta còn một vài giây đến cái live, đến cái giải này mà được. Chúng ta hãy share đi mọi người. Và bây giờ thì thầy xin mời chị Hồng Anh. Chị Hồng Anh sẽ comment giùm thầy cái đường link để mà thầy vô cái đường link đó và thầy sẽ quay cái giải này mấy đứa ha. Thôi bạn nào mà chưa share chúng ta hãy share và bây giờ thầy chuẩn bị quay luôn rồi tụi con ơi. Thầy chuẩn bị quay luôn tụi con ơi. Như vậy ai là người đầu tiên được 60k? Chúng ta hãy coi nha mấy đứa. Ai là người đầu tiên được 60k? Chúng ta hãy share. Chúng ta chỉ cần share với lại hai cái hashtag đó thôi con, chúng ta không cần ghi số gì cả. Chị Hồng Anh ơi, chị Hồng Anh đã mất tiêu rồi. Như vậy là vòng quay may mắn đã hiện lên. Cảm ơn chị Hồng Anh. Và bạn mà được giải đầu tiên là giải 20 ngàn, 20 ngàn thôi nhưng mà cũng được một cái cạc điện thoại học online đó tụi con, là bạn nào. Thì đây là vòng quay mà chị Hồng Anh đã chuẩn bị cho thầy từ những cái phần mà tụi con share. Nhớ là mình phải share công khai kèm theo hai cái hashtag thì chị Hồng Anh mới nhận diện được nha mọi người ha. Rồi tụi con đã sẵn sàng chưa? Và 20k xin mời luôn. Rồi bạn đầu tiên được giải sáu 20k, thầy xin được chúc mừng bạn có tên sau đây. Bạn nào ta? Rồi, thầy xin mừng, được chúc mừng bạn có đường link Facebook là đường link này, thầy nhấn vô nha. Rồi, bạn nào đây ta? Rồi, như vậy là thầy xin được chúc mừng bạn Ngọc Thi Lê. Rõ ràng bạn Ngọc Thi Lê là bạn đã có share cái livestream này ở chế độ công khai và kèm theo hai cái hashtag cực kỳ lan tỏa chất lượng. Thì bạn Ngọc Thi Lê, con hãy liên hệ page, inbox cho page để mà con nhận được cái giải này con ha. Thôi, đừng lo, chúng ta còn 5 giải lan tỏa lận mọi người. Mọi người hãy tham gia tích cực luôn mọi người nha. Một bước thôi, chúng ta hãy tham gia bằng cách là mình hãy share cái bài livestream này ở chế độ công khai kèm theo cái hashtag ở trên màn hình. Rồi, và sau đây thầy cũng xin được chúc mừng. Thầy cũng xin được chúc mừng người mà thắng cuộc trong cái giải đầu tiên là giải thực chiến. Vòng 1 giải thực chiến xin được gọi tên chủ nhân của nó. Giải thưởng của vòng 1 thực chiến xin được gọi tên chủ nhân là bạn Nguyễn My. Rồi, hay xin được chúc mừng bạn Nguyễn My. Bạn Nguyễn My là bạn comment nhanh nhất và đúng nhất trong tất cả các bạn đã comment trong cái vòng 1 của chúng ta. Bạn Nguyễn My
hãy liên hệ cái bay của chúng ta để mà nhận được giải thực chiến 50k con. Và nếu mà con nhận được giải thực chiến là con có quyền nhận thêm giải lan tỏa, chỉ có điều là con không được nhận thêm giải thực chiến thôi, được ha con ha. Bạn nào mà được giải thực chiến có quyền nhận thêm giải lan tỏa, bạn nào nhận giải lan tỏa có quyền nhận thêm giải thực chiến, có quyền nhận thêm giải thực chiến. Rồi tới bến luôn nha con, và chúng ta cùng đến với giải thực chiến vòng 2. Tụi con ơi, hãy comment đáp án cho thầy từ câu 6 đến câu 10 với cú pháp như sau: tên, gạch ngang, số thứ tự và đáp án. Ví dụ Khang, số B, 7C, 8D, 9A, 10D. Và bạn nào nhanh nhất, đúng nhất sẽ nhận được 50k. Và vòng 2 của chúng ta sẽ bắt đầu sau khi mà thầy comment cái chữ bắt đầu. Ok, 1, 2, 3. Vòng 2 bắt đầu, 1 phút để mà tụi con comment. Tới bến đi mới được. Như vậy là bạn Ngọc Thi Lê là được giải loan tỏa 20k đầu tiên nha. Không biết là bạn Ngọc Thi Lê là đang học với lại giáo viên nào, các thầy cô có thể là tag bạn Ngọc Thi Lê vô dùm là thầy Cang được không? Thầy thấy là có thầy Thành, à thầy Thành có tag bạn Ngọc Thi Lê rồi. Không biết là còn thầy cô nào là có đang dạy Ngọc Thi Lê không, hay tag Ngọc Thi Lê vô để mà chúc mừng Ngọc Thi Lê. Rồi chúc mừng con ha. Và thầy đã thấy đáp án của bạn Hồng Luyến, bạn Anh, bạn Hân, Quỳnh, Khoa, Phương Quỳnh, Thảo, Thảo Ngọc. Mình còn 30 giây nữa là mình kết thúc cái vòng 2 của giải thực chiến. Tụi con hãy comment trên tiệc luôn. Bạn Trân. Và thầy nhắc tụi con một cái mẹo để mà tụi con dễ giành được giải thực chiến nè. Ở nhà mình làm sẵn đi mọi người. Mình làm sẵn đi mấy đứa. Mình ghi vô cái tờ ghi chú của mình đi, cái trên điện thoại á. Đến lúc mà thầy hô bắt đầu là tụi con copy tụi con bát rồi mấy đứa. Tuần nào cũng sẽ có giải thực chiến. Như vậy điều quan trọng là mình đã làm trước cái đường link ở nhà rồi. Và nhớ nha mọi người, mỗi một tuần thầy là thầy có một thông báo về cái vua từ vựng, và thầy sẽ đăng cái đường link đó, đường link làm bài ở trên cái bài thông báo đó, tụi con nhấp cho tụi con làm trước. Mình làm trước mình sẽ có lợi thế hơn rất là nhiều. Mình dò từ điển trước cũng được luôn, chắc tụi con dò từ điển luôn, mình nghiên cứu trước cũng được luôn. Thì đó là cái mẹo để mà tụi con làm được giải thực chiến. Và còn 10 giây nữa là chúng ta sẽ kết thúc vòng 2 của giải thực chiến. Ok. Rồi 5, 4, 3, 2, 1, dòng 2 kết thúc. Rồi và bây giờ chúng ta cùng sửa bài ha. Số 6, chọn câu nào? Hãy comment giúp thầy. Số 6 là Alison hối hận là đã tốn quá nhiều công sức vì thằng ba Jin này. Đây là câu cực gắt. Chúng ta cần một cái danh từ cộng cho somebody mà mình dịch là vì ai đó. Như vậy, cô này cũng tốn quá nhiều công sức vì cái thằng ba Jin. Thì vì ai đó là on somebody's account. Chọn câu C. Thằng này mình dịch là bởi vì ai đó. Thầy nghĩ là ít nhiều gì là cô Trâm, cô Nguyên, cô Misa, cô Gừng đã ôn cho tụi con cái cấu trúc là on account of something. Thì on account of something mình dịch là bởi vì gì đó, đúng không con? Như vậy hôm nay chúng ta còn có một cái cấu trúc khá là bá đạo, đó là on somebody's account, là bởi vì ai đó. Tốn quá nhiều công sức bởi vì thằng ba gì. Rồi câu A mình dịch là vai trò, role. Và con đừng quên là câu A nó đi chung với cái cụm từ cực hay là play a role in. Và nếu mà con không dùng play, con dùng take, thì take a role in con cũng dịch là đóng một vai trò, có một vai trò, nhớ nhé. Câu B, credit. Credit nhiều nghĩa lắm con. Ở đây thì thầy liệt kê cho tụi con một cái nghĩa nó liên quan đến kinh doanh một tí xíu. Buy something on credit. Thì buy something on credit mình dịch là mua trả sau. Mình mua một cái món đồ đó, mình lấy món đồ đấy mình về mình xài, rồi sau này chúng ta trả cái món đồ đó. Nhớ nha con ha. Rồi và cái cụm từ buy something on credit này nó cũng liên quan đến một cái cụm từ nữa là mua trả góp. Thì mua trả góp là buy something by installments hoặc là in installments, là dịch là mua trả góp đấy, được mua trả góp. Rồi đây là hai thuật ngữ về mua bán rất là tiện dụng, chắc chắn sau này tụi con sẽ gặp qua. Đối với câu D thì hand hand nó có nhiều thành ngữ, ở đây thầy lựa cho con một cái thành ngữ tụi con học nè. At first hand mình dịch là trải nghiệm thực tế, trải nghiệm thực tế. Và thành ngữ này tụi con cứ xem nó như là một cái trạng từ con ơi.
Ví dụ như là ông chủ tịch ổng đã thăm nhà máy at first hand, ông chủ tịch của trong công ty ổng đã thăm nhà máy at first hand. Thế thôi mày được ổng ha. Thôi đó là câu số 6. Và nếu mà tụi con đã sẵn sàng bước qua câu 7, tụi con hãy comment giùm thầy, quá trời tuyệt vời mọi người. Rồi, nếu mà tụi con đã comment, tụi con đã sẵn sàng qua câu số 7, mình hãy comment giùm thầy cái từ là quá trời tuyệt vời. Sau đó là thầy sẽ qua luôn. Và thầy nghĩ là tụi con đã ghi kịp. Rồi, mình nhớ là mình ghi bài nha mọi người. Mình hãy lấy tất cả các loại bút và những cái quyển sổ xịn nhất để mà chúng ta ghi bài. Nhớ là chúng ta học vì cuối năm của mình mọi người. Mình học vì cuối năm của chúng ta. Thì đây là những từ vựng mà sẽ theo tụi con đến cuối năm, giúp cho tụi con có được điểm 9, điểm 10 khi mà tụi con thi đại học ở những câu lời vận dụng và vận dụng cao. Rồi, quá trời tuyệt vời tụi con ha. Ok, số 7 là câu mà các bạn sai nhiều nhất trong 30 câu, và do đó thầy muốn tụi con hãy bình luận. Cái loại đồ ăn này nó quá giàu chất dinh dưỡng cho một cái người mà đang hồi phục từ một cái cơn phẫu thuật. Như vậy chúng ta cần một chọn một cái tính từ mình dịch là giàu chất dinh dưỡng, giàu chất đường, chất bột, chất béo. Ok con. Thì loại đồ ăn này là loại đồ ăn quá nhiều chất dinh dưỡng. Con chọn chữ nào? Rich, wealthy, lavish, various. Rồi, đáp án là gì? Comment giúp thầy nha tụi con ha. Thì đây là câu mà tụi con sai, má hơi sai, sai không còn gì để sai, sai nhất nhà luôn mấy đứa. Ok, rồi thử sức với cái câu này đi mọi người. Bạn Phương Ni là A, Hoài Khanh là A, những bạn khác sao chúng ta comment nha con. Rồi, cái loại đồ ăn này là loại đồ ăn mà quá nhiều chất dinh dưỡng, là chúng ta phải chọn cái câu C, lavish. Mình phải bay vô mình đè, mình chọn cái từ nào mà nó nhìn lạ nhất chứ tụi con. Chọn C thôi mọi người, là mọi người bị mất 0,2 điểm trong đề đại học đó mấy đứa. Không có chọn C được. Trời ơi, là câu D đó tụi con, various mấy đứa nha. Và khi mà mình chọn câu D thì mình cũng giống như những bạn nào đã chọn câu C luôn, CD nó sai hết. Phải chọn wealthy thôi con. Wealthy là con cũng sẽ đi ra đảo luôn. Đáp án là câu A, rich. Đây là câu cực gắt, cực khó, từ quan nghĩa lạ. Ngoài nghĩa là giàu thì nó còn dịch là béo bổ, là lắm chất. Béo bổ là lắm chất, và chất ở đây là mỡ nè, đường nè, trứng nè, kiểu vậy mới được. Rất khó mới được. Đối với chữ wealthy thì wealthy là giàu về mặt tiền tài vật chất thôi con. Và trên màn hình thầy liệt kê luôn cho tụi con những từ dịch là giàu: rich, affluent, well off, well to do, prosperous. Đó, thì đó là những cái tính từ mà tụi con dịch là giàu. Ổn ha. Well off, well to do, prosperous. Ok. Sau này là mình thi IELTS writing, nhớ dùng cho thầy những cái từ này nha. Nhất là mình nói về những quốc gia giàu và những quốc gia nghèo đó tụi con. Ở những quốc gia gia giàu là in affluent nations, in affluent countries, kiểu vậy mọi người. Hoặc là in prosperous countries. Ổn ha. Và thầy nghĩ là sau cái chuyên mục livestream của thầy hôm nay là có nhiều bạn sẽ trở nên well to do hoặc là well off. Mình có nhiều giải lắm mấy đứa, nhớ nha mấy đứa. Lavish. Lavish thì tụi con dịch luôn giùm thầy là xa hoa sang chảnh tụi con. Xa hoa sang chảnh. Ví dụ như là nó bằng với cái chữ là extravagant. Extravagant. Luxurious. Luxurious. Xa hoa sang chảnh. Ví dụ lavish gifts, những cái món quà xa hoa sang chảnh. Customs, những cái bộ trang phục xa hoa sang chảnh, và những cái lễ ăn mừng xa hoa sang chảnh mọi người, gọi là lavish. Ổn ha. Và thầy biết là dịch thì tụi con đang thèm những cái lava dish mọi người, lavish dish mới được, đúng không? Dịch là chúng ta đang thiếu thốn rất là nhiều những cái lavish dish, thì đây là những cái lavish dish mà tụi con đang thiếu thốn. Chim cha chú, chim công chúa, chim bún đậu, chim bún bò. Đó, trà sữa, cơm sườn, bún đậu, bún bò thường là nó những món ăn bình thường mình ăn hàng ngày, nhưng mà đến mùa dịch tự nhiên nó trở nên thành những cái lavish dishes. Ok con ha, hy vọng là hết dịch nhanh nhanh để mà chúng ta cùng lấy tiền thưởng mình còn đi uống trà sữa, ăn bún bò, bún đậu nữa đúng không con? Rồi, thì đó là cách con học tiếng Anh mọi người. Mình hãy gán những cái từ mình mới vừa học được với những thứ mà mình thấy được trong cuộc sống hàng ngày. Thầy thấy cái video clip đó, thầy nghĩ ngay đến cái chữ lavish dishes, những cái món ăn sang chảnh. Ok nha con ha. Various mình dịch là nhiều là đa dạng, từ này nó cũng chả cái gì để nói. Rồi tiếp nha mấy đứa.
Câu 8 là câu khó, banh xác khó. Tinh thần của cô ta bị trùng xuống khi mà những cái tuần này nó đang trôi qua, khi mà anh trai cô ta vẫn chưa trở về nhà. Như vậy tinh thần là chữ spirit, và tinh thần bị trùng xuống là nó sẽ đi chung với động từ nào? Ok, tinh thần bị trùng xuống là spirit sank. Bạn nào chọn câu B là bạn đó quá giỏi. Và nếu mà mấy đứa không có dùng chữ spirit, mấy đứa hãy dùng chữ heart. Trái tim bị trùng xuống, tinh thần bị trùng xuống là buồn, là trầm cảm mọi người. Hy vọng là sau ngày hôm nay mà nếu mà tụi con không được giải nào là tinh thần của tụi con vẫn ok nha. Tinh thần của mình không có sank, không có sink nha mấy đứa. Được ha, nghĩa gốc mình vậy là chìm á. Nhưng mà trong trường hợp này mình vậy là trầm cảm nha con nha. Sink. Rồi, ổn ha. Drift, trôi dạt. Trôi dạt, drift. Submerge. Submerge ở câu C là nó thường dành cho tàu ngầm. Mình vậy là chìm hoặc là lặn. Submerge. Và trái nghĩa với chữ submerge là emerge mấy đứa. Trồi lên, xuất hiện. Trồi lên hoặc là xuất hiện. Đó. Ví dụ như là bạn của mình, nếu mà nãy giờ bạn của mình có coi livestream mà tự nhiên không thấy bạn mình đâu, là mình hãy tag bạn mình vô để mà bạn của mình emerge lên cái livestream này mọi người. Còn câu D cũng chả cái gì nói đâu con. Câu D mình dịch là rơi là rớt. Fail là, thì nó là vợp hai cái chữ fall là. Thì số 8 chúng ta lệnh nhẹ câu B. Thì rất là cảm ơn những cái đáp án của tụi con. Mặc dù là thầy không có yêu cầu tụi con bình luận, nhưng mà tụi con vẫn bình luận. Xin cảm ơn tụi con rất là nhiều. Thầy muốn là nhiều bạn thể hiện cái tinh thần tự giác đó, tinh thần dấn thân đó, tinh thần khởi xướng đó mới được. Chưa cần nhắc, hãy bình luận giúp thầy. Số 9 là người phi công được khuyên là thay đổi hướng bay sau khi mà chiếc máy bay biến mất khỏi cái radar 3 phút. Sau 3 phút sau khi mà máy bay nó biến mất khỏi radar. Rồi con ơi, chúng ta cần một cái từ mà con dịch là hướng bay, và đây là câu kiểm tra về từ quen nghĩa lạ. Cái từ mà tụi con chọn chắc chắn là nó quen, nhưng mà trong trường hợp này nó dịch là hướng bay. Ok, thay đổi hướng bay là change course. Chọn D. Được ha. Thường thì mình dịch là khóa học đó con, nhưng mà ở đây mình dịch là hướng bay nha lớp. Dành cho tàu, dành cho máy bay, nào cũng được. Tàu ở đây là tàu thủy đó con. Course. À, và trước khi mà qua câu A thì thầy có một cái cụm từ mà cần nhắc tụi con. Đã học chữ course thì thôi mình học luôn thằng này. On course. On course mình dạy là đúng hướng, và off course mình dạy là sai hướng. Nói chung thế này, cái mà tụi con đang ôn với thầy á, 30 câu này tụi con đang nỗ lực làm, nó on course, nó đúng hướng, nó có liên quan sách giáo khoa mới được. Thầy không bao giờ cho cái thứ mà nó không có gia thi mới được. Chắc chắn là nó phải liên quan đến lại cái chương trình của mình, và khả năng cao nó sẽ được gia thi. Nhớ ha. Do đó mình hãy yên tâm học hành thôi mọi người. Hãy đến với livestream này thứ 6 hàng tuần là nhiệm vụ duy nhất của tụi con. Câu A mình vậy là sân. Thì sau này con có học lại câu A trong cái chuyên mục trường từ vựng của các thầy cô NQH à. Thì trường từ vựng là tập hợp những từ nó thuộc một cái trường nghĩa, và câu A là trường nghĩa về thể thao. Và sân của câu A là sân tennis, sân bóng gỗ, sân bóng squash. Squash mình vậy là bóng quần. Bóng quần là gì? Là nó giống như là một cái loại tennis đó mấy đứa. Nó giống như tennis nhưng mà nó chơi trong nhà, gọi là bóng quần. Nó đánh vô bức tường, đánh vô bức tường. Chứ nó không phải chơi bằng quần nha con. Squash court mình dịch là bóng quần, nhưng mà nó chơi bằng tennis, nó không có chơi bằng quần mấy đứa. Nhớ, không phải bóng quần, chơi bằng quần. Sort. Sort thì sort mình dịch là loại. Sort mình dịch là loại nha con. Dễ ha. Và câu C mình dịch là nguồn. B, C cũng chả gì để nói. Chọn câu D. Rồi, chúng ta tiếp tục với câu số 10. Và nếu mà tụi con sẵn sàng qua câu 10, mình hãy comment 10. Comment số 10 đi tụi con. Mình hãy comment số 10. Để mà thầy biết là tụi con đã ghi xong kiến thức và tụi con đã sẵn sàng qua câu số 10. Nếu như đã sẵn sàng hãy comment số 10. Rồi, xin chào Bảo Khanh, Quốc Nguyễn. Xin chào Thanh Trúc, Thiên An ha. Thầy muốn thấy tụi con với những comment của mấy đứa. Số 10, sau câu số 10 là chúng ta sẽ biết được bạn nào nhận được 30k nha con nhé. Mặc dù anh ta không phải là nhạc sĩ chuyên nghiệp, anh ta luôn luôn xem cái nghề hát là một nghề rất là nghiêm túc. Như vậy xem một điều gì đó là điều nghiêm túc, hoặc là xem trọng cái gì đó, thì nghĩ là cô Ngọc đã dạy cho tụi con rồi. Thì xem trọng cái gì đó là take something seriously. Bạn nào chọn C là bạn đó ổn. Và dĩ nhiên chúng ta có xem trọng thì chúng ta cũng có xem nhẹ. Xem nhẹ là take something lightly, là xem nhẹ.
Thầy nhớ là tụi con đã học cái cấu trúc này trong cái chương trình nâng cao của NQH lớp 12 đúng không con? Rồi ổn ha. Và đối với những cái bạn nào mà đang xem livestream này thì chắc chắn một điều các bạn đó đang take việc học tiếng Anh, việc đậu đại học cực kỳ seriously. Do đó là mình hãy dành một tràng vỗ tay để mà chúc mừng bản thân mình đi mọi người. Chúc mừng tụi con ha. Và sau đây là thầy sẽ xin được quay số. À, trước khi quay số mới được. Thì thầy có một cái thông tin rất là hay luôn. Trước khi quay số thầy có một thông tin rất là hay. Là vừa rồi là có một cái vận động viên đã đạt được huy chương vàng Olympic cầu lông đơn nam. Và đây là một trong những cái người mà thầy rất là ưa thích. Anh ta là một người cực kỳ xem trọng cái việc mà mình chơi cầu lông, cái việc mà mình thi đấu cầu lông. Anh ta chơi cầu lông từ năm 6 tuổi. Và anh ta đã đi học tiếng Trung năm 14 tuổi mới được. Anh ta đã học tiếng Trung năm 14 tuổi để mà anh ta hiểu được người Trung bí quyết gì mà người ta thành công trong môn cầu lông. Thì đây là một cái tấm gương mà rất là hay, rất là đáng khen, nghị lực phi thường. Và anh ta chắc chắn là take cái việc mà trở thành một người đạt huy chương vàng Olympic cầu lông cực kỳ seriously. Anh ta xem trọng cái việc này, xem đây là một việc nghiêm túc cần làm. Thì đây là vận động viên cầu lông người Đan Mạch tên là Victor Axelsen. Rất hay, rất giỏi, nỗ lực phi thường, không biết mệt mỏi là gì. Và thầy hy vọng là thầy thấy được nhiều bạn cũng có nỗ lực phi thường giống vậy tụi con ha. Mình đã có mười mấy năm ngồi trên ghế nhà trường rồi thì đây là năm mà tụi con phải nỗ lực phi thường nhất. Tụi con phải xem cái năm này là năm nghiêm túc nhất đối với mình. Rồi, thì đây là cái cách mà chúng ta học từ vựng. Hãy gán những cái sự kiện liên quan đến cuộc sống hàng ngày đối với cái từ mà chúng ta mới học. Và bây giờ thầy xin được quay số để mà bốc thăm giải 5 là giải 30k. Bạn nào muốn tham gia cái chuyên mục giải mini game lan tỏa này, mình làm theo một bước một thôi. Hãy share cái bài livestream này ở chế độ công khai kèm theo hai cái hashtag là luyện tiếng Anh 10 điểm cùng NQH và NQH Tân Bình Tân Phú quận 10. Và bây giờ bạn nào được 30k, chúng ta sẽ cùng biết. Rồi, thầy xin mời chị Hồng Anh. Chị Hồng Anh sẽ gửi lên cái đường link cho thầy nha. Và đây là đường link mà chị Hồng Anh đã chuẩn bị. Và chúng ta cùng bắt đầu, chúng ta quay thôi tụi con ơi. Chúng ta cùng bắt đầu, chúng ta quay thôi mấy đứa. Rồi, sẵn sàng cho mọi người. Và bạn mà được 30k là bạn may mắn như sao. Rồi, chuẩn bị nha. 3, 2, 1, vô. Tới luôn, đó luôn, màu đỏ luôn, màu đỏ may mắn luôn. Rồi, như vậy bạn được 30k, thầy nhấn vô nha. Thầy xin được chúc mừng bạn. Chào bạn này, tên tiếng Anh, tiếng Hy Lạp, tiếng Ả Rập thầy không biết. Ivasna Mulesi, đúng không Vi? Rồi, thầy xin được chúc mừng bạn Vi. Bạn Vi là một bạn đang học với thầy tại NQH Tân Bình, tụi con ơi. NQH quận 10 tụi con ơi. Thì bạn Vi là một trong những cái bạn rất là chăm chỉ trong lớp, cực kỳ chăm chỉ, và bạn Vi hoàn toàn xứng đáng với cái giải 30k này. Đó, bạn Vi đã share cái livestream này kèm theo hai cái hashtag. Rồi Vi, con hãy inbox về pay để mà con nhận được phần thưởng con ha. Và đừng lo mấy đứa, chúng ta còn rất là nhiều giải lan tỏa khác. Mình chỉ cần làm một nhiệm vụ một mà thôi. Share cái bài livestream này với chế độ công khai kèm theo hai cái hashtag thì con lụm rồi. Và sau đây là thầy xin được chúc mừng bạn đã lụm nhẹ cái giải thực chiến vòng 2. Bạn mà lụm nhẹ giải thực chiến vòng 2. Rồi, thầy xin được chúc mừng bạn Phương Ni. Quá tuyệt vời mọi người. Như vậy một đại diện nữa đến từ NQH Tân Bình là bạn Phương Ni. Thì bạn Phương Ni đang học với thầy tại trong NQH Tân Bình lớp nâng cao. Nãy giờ thầy toàn thấy là những bạn Tân Bình quận 10 không mà. Không biết là những bạn Tân Phú của cô Trâm nè, của cô Ngọc, của cô Misa và của cô Nguyên đâu hết rồi, tụi con đâu hết rồi tụi con. Tụi con hãy chiến đấu kịch liệt, cạnh tranh với các bạn Tân Bình nào. Được ha. Rồi, và sau đây là chúng ta sẽ cùng đến với vòng 3 thực chiến. Bạn nào mà comment đúng cứu pháp từ câu 11 đến câu 15, nhanh nhất, đúng nhất sẽ nhận được 50k. Và vòng 3 sẽ bắt đầu sau khi mà thầy comment cái chữ là bắt đầu vòng 3. Sẵn sàng chưa mọi người? 3, 2, 1, vòng 3, bắt đầu. Rồi, lụm nhẹ đi con. Lụm nhẹ đi con. Tới luôn mới được. Tới luôn con ơi. À.
Ôi, thầy thấy là Hồng Luyến rất là nhanh nè, Bá Anh cũng rất là nhanh nè, nhưng mà nhanh là chưa chắc đúng đâu nha con. Tụi con cần phải có sự chính xác nữa. Thì đầu tiên thầy sẽ đếm coi bạn nào đúng nhiều nhất, trong số bạn đúng nhiều nhất này coi là bạn nào nhanh nhất thì mới chọn. Và tụi con yên tâm, rất là chất lượng tụi con, kết quả rất là chất lượng, bởi vì chị Hồng Anh là chị mà hỗ trợ cho thầy trong cái phần là kiểm tra kết quả. Mấy đứa yên tâm vào chị Hồng Anh ha. Chị Hồng Anh cũng đã ngồi kế một cái wifi cực mạnh rồi, tụi con cứ yên tâm. 30 giây nữa là chúng ta sẽ kết thúc vòng 3, hãy nhanh tay nhanh chân comment đi mấy đứa. 30 giây nữa mọi người ơi, 30 giây nữa tụi con ơi. Thôi, 10 giây cuối cùng nha mọi người, 10 giây cuối cùng nha mọi người. 5 4 3 2 1, vòng 3 kết thúc và xin chia buồn với những bạn nào mà comment sau cái bình luận của thầy. Rồi, và bây giờ chúng ta cũng sửa bài, hãy lấy bút ra và chúng ta ghi bài này tụi con. Ông Brown là ổng gần đây được bầu lên ban quản lý, ban quản trị. Chúng ta cần một cái danh từ cộng cho of directors mà mình dùng là ban quản lý, ban quản trị. Rồi, bạn nào chọn câu B là bạn đã đúng. The board of directors. Thì trong trường hợp này board con không được gì là tấm ván, tấm bảng, mà con gì là ban, là ủy ban, là bộ. Như vậy ban lãnh đạo, ban quản lãnh đốc là board of directors. Ok nha. Ở đây là một cái từ mà sau này tụi con đi làm tụi con gặp hoài chắc luôn, yên tâm. Board of Directors. Câu A, câu C, câu D, mặc dù những đáp án 7 không đúng, nhưng mà A, C, D vẫn có cái để mà cho tụi con học. Ví dụ như là câu A thì mình dịch là Ben đúng không con? Thì nó có một cái từ khác. Rồi, và trước khi mà thầy qua câu A, thầy muốn có một cái điều chia sẻ với tụi con. Thì tụi con nên tạo ra những cơ hội để mà mình gặp ban lãnh đạo, ban giám đốc, bởi vì ban lãnh đạo, ban giám đốc dĩ nhiên là những người giỏi nhất của một cái tập đoàn, của một cái công ty. Mình gặp họ, mình học hỏi từ họ thì mình cũng sẽ giỏi hơn mới được. Và có hai cái chương trình để mà giúp cho những bạn 17 tuổi như tụi con còn ngồi trên ghế nhà trường mà có thể gặp được ban lãnh đạo, ban giám đốc của những tập đoàn hàng đầu là chương trình Shark Tank mọi người. Thì đây là chương trình mà các lãnh đạo của doanh nghiệp lớn tại Việt Nam đến để mà đầu tư vào các startup. Và xem cái chương trình này là không chỉ tụi con biết được những kiến thức về kinh doanh mà tụi con học hỏi được những cái phẩm chất của những cái người đứng đầu doanh nghiệp này, Sát Phú, Sát Liên, Sát Bình, Sát Louis, Sát Việt, Sát Hưng, họ rất là giỏi, họ giỏi ở nhiều mặt chứ không chỉ là mặt kinh doanh không đâu mọi người. Cho nên là chúng ta hãy dành thời gian sang cái chương trình này để mà mình học hỏi từ họ, ít ra là học về cái phẩm chất của họ. Và một cái chương trình mà con có thể gặp những cái ban lãnh đạo, board of directors để mà mình học hỏi á, là chương trình Cơ hội cho ai mọi người. Ví dụ như là chúng ta có chủ tịch của FPT, nó đến FPT là ai cũng biết đúng không? Chúng ta có tổng giám đốc của BNJ, thì BNJ là trang sức đó con. Rồi, và chúng ta có rất là nhiều những cái giám đốc của các công ty rất là nổi tiếng này nọ. Mình xem cái chương trình này mình được tiếp xúc với họ, mình học hỏi từ cái tư duy, cái phẩm chất của họ, từ những cái thói quen tốt của họ, là phần nào tụi con cũng được giỏi lên, tụi con cũng được nâng cấp lên tụi con ha. Thì đây là cái kinh nghiệm của thầy khi mà thầy đi làm. Lúc mà thầy đi làm là thầy cố gắng tìm kiếm mọi cơ hội để mà gặp những người vị trí cao hơn mình, đặc biệt là những người trong ban lãnh đạo. Thì mình chưa đi làm thì đây là hai cơ hội để mà tụi con gặp trực tiếp những cái người ban lãnh đạo của các tập đoàn lớn qua sóng truyền hình mọi người. Do đó là thầy hy vọng là tụi con hãy dành thời gian ra mỗi một tuần 1 giờ để mà xem hai chương trình này, rồi tụi con sẽ ổn, rồi tụi con sẽ giỏi, thầy dám cá với tụi con luôn. Rồi, chia sẻ một điều, một vài đôi điều một chút về cái chương trình này nha tụi con. Rồi, câu A thì mình dịch là băng là nhóm, thường mình dịch là ban nhạc đúng không? Nhưng mà câu A nó còn có nghĩa là băng là nhóm nữa. Và băng là nhóm ở đây là băng là nhóm gì? Băng nhóm sống ngoài dòng pháp luật. Băng hoặc là nhóm sống ngoài dòng pháp luật là a band of outlaws. Băng nhóm những cái người đứng lên phản kháng, băng nhóm những cái người nổi dậy, những cái người quậy phá là a band of rebels, a band of rebels. Hoặc là nếu mà bạn nào có đi xét nghiệm COVID, bạn nào có đi chích ngừa là bạn đó sẽ thấy có rất là nhiều band of volunteers. Thì rất là khâm phục các bạn volunteer đó, cực kỳ năng lượng, cực kỳ hy sinh đó này nọ. Dù mỗi lần thầy đi test COVID là thầy thấy là người ta làm việc rất là chăm chỉ, thầy rất là biết ơn những cái bạn đó, band of volunteers. Đối với câu C thì câu C mình dịch là sự đa dạng, range.
Và trên lớp tụi con học rồi, chắc chắn là cô Ngọc nè, cô Trâm nè, cô Nguyên nè và cô Misa đã nói cho tụi con nghe, ngoài chữ range, tụi con còn rất là nhiều danh từ khác mình cũng dịch là sự đa dạng. Ví dụ như là variety, ví dụ như là spectrum, ví dụ như là array, ví dụ như là diversity. Thì hàng này mình đều dịch là sự đa dạng. Và ở đây mình có hai cái từ mà mình đã gặp trong những cái môn học khác, thì đó là chữ spectrum và chữ array. Không biết là hai cái từ này tụi con sẽ gặp trong cái môn nào ta? Thì đầu tiên là môn spectrum. Môn spectrum là không biết là hiện giờ là thầy Hưng có đang xem hay không, thầy Duy có đang xem hay không, hoặc là cô Hậu, cô Trang có đang xem hay không. Nhưng mà spectrum là từ mà liên quan đến môn vật lý. Rồi các bạn nào biết spectrum vậy là gì không con? Spectrum là một từ có liên quan đến môn vật lý ha. Spectrum ngoài cái nghĩa là sự đa dạng thì trong vật lý nó còn dịch là quang phổ. Quang phổ. Và theo như trí nhớ mang máng của thầy, quang phổ là một dãy ánh sáng đúng không con? Thì một dãy ánh sáng là một cái sự đa dạng ánh sáng. Thì nghĩa chung chung là sự đa dạng thôi mọi người. Còn chữ array, array là mình gặp trong môn tin học Pascal lớp 11. Array mình dịch là hàm chuỗi. Đó, bởi vì nó dịch là hàm chuỗi thì ở đây mình dịch là sự đa dạng con cũng được. Được ha. Chuyên ngành nghĩa khác nhưng mà chung chung nghĩa khác cũng được. Đối với câu D thì mình dịch là đỉnh, câu D cũng chả gì để nói, nhưng mà chúng ta chọn câu B. Những cái ban lãnh đạo, ban giám đốc. Rồi, thông qua câu này thầy nhớ giùm thầy mình cố gắng tạo ra những cái cơ hội gặp Board of Directors qua hai chương trình. Chương trình nào tụi con hãy comment giúp thầy ha. Hai chương trình nào giúp tụi con gặp được ban lãnh đạo Board of Directors mà tụi con học hỏi từ họ, hãy comment để mà cho các bạn biết đi mày được. Số 12, câu này không hề dễ chút nào. Cái trường hợp chống lại K nó bị bác bỏ là bởi vì nó thiếu cái này. Rồi, đầu tiên là thầy muốn tụi con nhìn cái hình, tụi con hãy comment bộ phim đó đi tụi con. Theo tụi con là bộ phim này là bộ phim gì? Đây là một bộ phim Hồng Kông rất là nổi tiếng và nó được remake rất là nhiều lần. Thì đối với khán giả đại chúng là người ta biết đến bộ phim này. Phim gì mấy đứa? Rồi, xin cảm ơn Khanh nha. Khanh đã comment cái chương trình mà tụi con gặp được Board of Directors là cơ hội cho ai rồi ha. Một cái chương trình nữa là chương trình Shark Tank con nhé. Phim gì ta? Phim nào ta? Ờ đúng rồi, bằng chứng thép đó tụi con. Như vậy tiếng Việt là bằng chứng thép. Thì không biết tiếng Anh bằng chứng thép là cái gì? Evidence đây. Hold, close, firm, clean. Rồi, thì tiếng Việt là bằng chứng thép đúng không? Tiếng Anh thì nó sẽ là hold evidence. Hold, ở đây mình không có được dịch là khó, không được dịch là cứng, mà mình dịch là chắc chắn, là có thể chứng minh được. Như vậy là hold evidence, chẳng qua nó là bằng chứng thép đó tụi con. Ổn ha, không biết là có bạn nào đang luyện cái phim này, là mình comment, mình chia sẻ cho thầy nhé con. Luyện phim đó nó cũng tốt, mình luyện được cái tư duy, cách phá án, lập luận, sự cẩn thận này nọ. Và ngoài chữ evidence thì mình có những danh từ khác nó đi chung với chữ hold. Ví dụ như là hard facts. Hard facts là những cái dữ kiện chắc chắn. Những cái dữ kiện chắc chắn. Và nếu như mà con không xài hard evidence, con hãy xài cái cụm từ này bao hay luôn trong bài thi IELTS writing là concrete evidence. Thì concrete mình gọi là bê tông cốt thép. Như vậy tính ra thằng này mới là bằng chứng thép thật thụ nè con. Concrete là bê tông cốt thép. Thì concrete evidence thì đúng là bằng chứng thép thật thụ đâu mới được. Rồi, xin cảm ơn thầy Tú. Thầy Tú đã cho chúng ta biết tên tiếng Trung của bằng mình chứng thép ha. Mình thấy thầy Tú đa tài không mọi người? Toán là chùm, tiếng Anh là coi như là cũng hơi bị xuất sắc, và tiếng Trung là lên nóc nhà luôn mới được. Rồi, và ở đây thì chúng ta để ý nha, chữ hot này thầy muốn liệt kê cho tụi con thêm một cái nghĩa nữa. Ở đây là thầy tập trung vào chữ hot thôi. Rồi, nghĩa đầu tiên là mình dịch là chắc chắn, dành cho thông tin, dành cho bằng chứng. Và nghĩa thứ hai là chữ hard, mình dịch là nghiêm khắc, nghiệt ngã. Ví dụ như là cha tôi là một người đàn ông rất là nghiêm khắc. My father was a hard man. My father was a hard man. Ok nha con ha. Rồi. Và nó còn một nghĩa nữa mấy đứa. Chữ hard này là cái tiêu điểm của câu số 12 này, sẵn tiện mình học hết luôn. Thì hard mình còn dịch là rất là lạnh. It has been a hard winter. Thì đã là một cái mùa đông lạnh giá rồi. Thì mùa đông lạnh với ai chứ không thể nào mà mùa đông lạnh với thầy Tú được mọi người. Đúng không? Mùa đông không thể nào mà lạnh với những người mà có bồ như là thầy Tú được mọi người. Đúng không thầy Tú ha? Rồi chúng ta lượm nhẹ luôn nhìn thầy câu số 13. Số 13 là câu dễ.
Tôi á là tôi không thể nào mà tôi hiểu được những gì anh ta nói, bởi vì nó quá khác so với lại là cái trải nghiệm của chính bản thân tôi. Do đó là tôi không có nói gì hết luôn á. Thì câu này là mình có cụm từ này tụi con cần nhớ nè. For, from, mình dịch là khác xa, là không hề. Như vậy là tôi không có thể liên hệ được, không có hiểu được cái từ mà cộng chơi với từ sư mà mình dịch là liên hệ được, hiểu được, cảm thông được, đúng như là bạn Thanh Thảo bạn comment là relate to. Ok. Và nó bằng với cái động từ là empathize, hiểu cảm thông, empathize. Tụi con cứ hãy như là bạn Thảo, bạn Phương Ni nha, bạn Bảo nha. Tuy rằng thầy không có nhắc nhưng mà mình hãy vẫn cứ bình luận giùm thầy. Rồi. Thì đây trên màn hình mọi người. À, nó bị lắc rồi mày đợi xíu nha. Trên màn hình. Trên màn hình là một cái gương mặt rất là hiểu, rất là cảm thông. Đúng không? Mỗi lần mà ai kể cho thầy nghe một cái câu chuyện cực kỳ buồn thì đây là cái gương mặt của thầy, thể hiện thầy rất là relate to cái câu chuyện đó. Ok nha con ha. Rồi, đối với cái câu A thì identify là mán đúng. Identify nó sẽ đúng với điều kiện là nó đi chung với từ with. Thì lúc đó mình dịch là cảm thông, sympathize, cảm thông. Ví dụ như là tụi con thường làm văn tốt nhất, tụi con thường làm văn có điểm cao nhất khi mà tụi con sympathize với một cái nhân vật trong tác phẩm. Nhân vật nào mà tụi con sympathize with hoặc là tụi con identify with là tụi con làm cảm xúc nhất, tụi con điểm cao nhất. Đúng không nào mọi người? Đó, kiểu vậy. Và có một cái sự khác biệt nho nhỏ giữa sympathize và empathize. Nó có khác biệt nha con. Empathize là cảm thông bởi vì mình đã trong tình huống đó rồi. Empathize là cảm thông bởi vì mình đã trong tình huống đó rồi. Còn sympathize thì chưa chắc. Sympathize thì là cảm thông thôi, bình thường thôi. Câu B cũng là một từ nó đi chung với từ sư. Và câu B mình lại dịch là tận tâm cống hiến. Câu B nó sai nghĩa. Câu B mình dịch là tận tâm cống hiến. Commit to. Ví dụ như là cái việc mà đã hơn 10 giờ rưỡi mà hơn 90 bạn vẫn còn trong cái livestream này là đủ thể hiện tụi con commit như thế nào sư việc học tiếng Anh rồi. Rồi cảm ơn tụi con nhiều nha. Hy vọng là thầy vẫn đồng hành cùng gần 100 bạn đến cuối chương trình hôm nay luôn tụi con. Cuối chương trình thầy mới công bố giải 200 mọi người. Concern ở câu C mình gọi là ảnh hưởng là liên quan, thì đây là một cái từ mà tụi con đã học trong unit 2. Chắc chắn luôn mấy đứa ha. Thôi nhẹ nhàng chọn đây thôi. Thôi 14 tới bến luôn giúp thầy 14. Câu này nó cũng hơi căng à nghe. Henry đã luồn lách một cách cẩn thận giữa những hàng ghế để mà đi được đến đến cái phần đầu của cái hồ. Thì con chọn luôn cho thầy động từ pick. Pick one's way. Con dịch là đi đứng cẩn thận, luồn lách. Hoặc là thông ngữ hoặc là cái ngôn ngữ của Gen Z của tụi con là rén á con, rén đúng không? Đó, mình đi rất là cẩn thận, mình luồn lách qua luồn lách lại, mình rất là rén còn ha. Pick your way. Rồi, và nó sẽ đi chung với lại một vài cái giới từ, ví dụ như là across là băng qua, along là dọc theo, among là ở giữa, over là qua, through là xuyên qua. Thôi, nói chung là tùy vật cản là tụi con có tùy cái giới từ. Rồi, xin chúc mừng mọi người, mặc dù là câu này nó khó thiệt, nhưng mà bạn Phương Quỳnh, Thanh Thảo, Hoài Khanh, Hồng Luyến vẫn đúng, ngoại trừ là bạn Công Thành thôi, bạn Công Thành là chọn khác xa so với các bạn khác. Rồi, số 15 thì đây là một câu điều kiện và nó có một cái rất là lạ của câu điều kiện. Thì đây là câu điều kiện loại 1. Và lớp ơi, như mình đã học, câu điều kiện loại 1 thì mệnh đề if nó không có cộng cho will, nhưng mà tại sao trong trường hợp này thằng này là câu điều kiện loại 1 mà nó chơi với will luôn? Tại sao câu điều kiện loại 1 được dùng will trong mệnh đề if tụi con? Thì trước khi mà chúng ta chốt kèo là thầy sẽ giải thích cái điểm ngữ pháp này cho tụi con. Tụi con được quyền dùng will trong câu điều kiện loại 1 ở mệnh đề if để mà mình diễn tả sự sẵn lòng, để mà mình bày tỏ sự sẵn lòng. Thì đây là cái kiến thức mà thầy lấy từ cuốn từ điển Cambridge luôn nha con nha. Rồi, chúng ta có ví dụ này lớp. If Claire will meet us at the airport, it will save us a lot of time. Thì nếu mà tụi con thêm chữ will vô, tụi con vậy là sẵn lòng thôi. Nếu như mà con Claire nó sẵn lòng gặp chúng tôi tại sân bay, thì điều đó nó sẽ giúp cho chúng tôi tiết kiệm được nhiều thời gian. Đó thì mình dịch là sẵn lòng thôi. Mình dịch là nếu, cộng thêm chữ sẵn lòng. Thế thôi mọi người. Và một công dụng số 2 nữa của chữ will trong mệnh đề if. Trong mệnh đề if, ngoài thể hiện cái sự sẵn lòng, nó còn thể hiện cái sự nghi ngờ về cái kết quả đạt được mới được.
Nhớ nha, ngoài cái sự sẵn lòng nó còn thêm cái sự nghi ngờ nữa tụi con. Tụi con dùng will trong mệnh đề if là nó là nghi ngờ rồi. If it really would save the planet, I'll stop using my car tomorrow. Nếu như mà cái việc mà dừng cái việc sử dụng xe hơi thật sự cứu được thế giới này thì tôi sẽ dừng luôn. Thì khi mà tác giả nói về câu này là tác giả nghi ngờ về cái kết quả đạt được. Tác giả nghi ngờ về cái biện pháp ngừng dùng xe hơi. Như vậy mình dùng will được với điều kiện 1 là mình thể hiện cái sự sẵn lòng, 2 là mình thể hiện cái sự nghi ngờ, và trong cái câu này là nó thể hiện cái sự sẵn lòng hay là sự nghi ngờ đây tụi con. Theo tụi con là if it will chấm chấm your mind, I'll speak to the boss for you. Hàng này mình thể hiện cái sự nghi ngờ hay là sự sẵn lòng. Theo tụi con trong trường hợp này will trong mệnh đề if á, là nghi ngờ hay là sẵn lòng? Nghi ngờ hay là sẵn lòng mấy đứa? Nghi ngờ hay sẵn lòng ta? Ủa tại sao có quá nhiều bạn lại comment chị Cherry Chip vô vậy ta? À, chắc chị Cherry Chip là liên quan đến cái từ đó đúng không con? Chị Cherry Chip vô giải trình với thầy nào? Đúng rồi, chữ will ở đây là sẵn lòng đó con, sẵn lòng đó mấy đứa. Như vậy là nếu như mà cái việc đó nó làm cho tâm trí bạn thoải mái hơn, tôi sẵn sàng nói với ông chủ. Ok, đây là câu cụm nha con, lùm nhẹ luôn giùm thầy là ease. Ease ở đây nó bằng với động từ là alleviate, mình dịch là làm dịu. Và chúng ta có một cái cụm từ cố định là ease one's mind, mình dịch là làm cho ai đó bớt lo lắng hơn. Làm cho ai đó bớt lo lắng hơn. Ease one's mind, make somebody less worried. Đây là câu cụm nha con, câu cụm rồi con. Hồi nãy giờ chưa có bạn nào nói thầy nghe luôn, tại sao tự nhiên nhắc đến chữ sẵn lòng, tụi con lại comment chị Cherry Chip quá trời luôn tụi con. Có bạn nào làm cho thầy bớt ngố không mọi người? Chị Cherry Chip có liên quan gì đến tự sẵn lòng tụi con? Đối với câu A thì mình dịch là làm dịu, làm giảm cũng được, nhưng mà nó không có đúng về cụm. Nó đúng nghĩa, nhưng mà nó không đúng về cụm. Và nếu như mà tụi con muốn dùng câu A thì nó relieve những cái này được nè tụi con. Relieve anxiety là làm dịu cái sự lo lắng. Relieve guilt là làm giảm cái sự hối hận, sự tội lỗi. Relieve stress là làm giảm sự stress nữa được. Thì đó là những danh từ thường hay đi chung với chữ relieve. Ok ha. Lower là hạ thấp. Thì lower nó đi chung với những danh từ chỉ mức độ, chỉ giá cả tụi con ơi. Lower the rate là hạ thấp cái tỷ lệ. Lower the cost là hạ thấp cái giá cả. Lower the price cũng là hạ thấp cái giá cả, hoặc là lower the level cũng là hạ thấp cái giá cả. Đối với chữ lessen thì lessen mình dịch là làm giảm. Thì thật ra cái chữ lessen nó chính là cái động từ của chữ less đó con. Less mình dịch là ít hơn, thì lessen mình dịch là làm giảm. Và nó bằng với một cái từ rất là sang chảnh luôn, là chữ diminish, làm giảm. Như vậy là tụi con làm giảm gì? Tụi con lessen được cái risk. Ví dụ như là khi mà mình chích ngừa là mình lessen được cái risk bị covid, kiểu vậy. Đó, mình học là mình phải biết áp dụng trong cuộc sống này mọi người. Mình học cái chữ willing là mình học cái chữ sẵn lòng là mình phải tát cái chị cherry chip vô. Thì đó cũng là một cách để mà tụi con áp dụng trong cuộc sống, đúng không? Thì chắc chắn là tụi con sẽ nhớ cái chữ sẵn lòng. Nhưng mà thầy vẫn không hiểu tại sao tụi con lại tát cái chữ cherry chip vô. Rồi, lessen the impact là làm giảm cái ảnh hưởng. Lessen effect là làm giảm ảnh hưởng và làm giảm cơn đau. Làm giảm cơn đau là lessen pain. Rồi, thì đây là một câu mà tụi con học được quá trời từ bận. Lắm nhé, ease one's mind là làm cho mình bớt lo lắng hơn con ha. Có bạn nào bật mí cho thầy cái bí mật không con? Rồi, và sau đây thầy qua luôn phần tiếp theo là phần quay số trúng thưởng ha con. Rồi, nhớ là tụi con hãy ghi lại giùm thầy những cái từ này nha tụi con ha. Rồi, chúng ta đến với cái giải lan tỏa số 4, 40k sẽ thuộc về bạn nào. Để mà đạt được giải lan tỏa dễ lắm. Hãy share cái bài livestream này ở chế độ công khai kèm theo hai cái hashtag trên màn hình. Và sở dĩ thầy có cái giải lan tỏa là bởi vì thầy muốn tụi con hãy lan tỏa cái livestream cực kỳ giá trị này đến với nhiều người xung quanh, làm cho môi trường mạng nó trở nên tích cực hơn. Ở đâu chúng ta cũng thấy những điều tích cực này được. Và biết đâu chừng là bạn của mình sau khi thấy cái livestream này vô xem giỏi tiếng Anh hơn sẽ cảm ơn mình đó tụi con. Vô tình tụi con làm được một cái việc thiện. Và đời bạn nào mà được 40, chúng ta hãy cùng xem. Ai? Ai sẽ là bạn mà được 40 đây mà được?
Thôi và chị Hồng Anh luôn luôn là chị chịu khó gọi là sưu tầm những cái nick của mấy đứa, những cái ID của mấy đứa để mà chúng ta quay số nha con nha. Quá trời bạn luôn mọi người. Thầy thấy là càng ngày cái vòng quay của mình là những cái nang hoa đó nó càng ngày càng nhỏ hơn. Điều đó có nghĩa là càng ngày càng nhiều bạn, điều đó có nghĩa là dạy chúng ta là càng ngày càng nhiều cái sự cạnh tranh. Rồi con đừng sợ khi mà bạn bè mình thấy cái livestream này thì tốt cho bạn bè của mình đâu mọi người. Giải thưởng nó sẽ không quan trọng bằng cái tâm khi mà chúng ta share cái livestream này đâu mọi người. Chúng ta hãy share cái livestream này với cái tâm là tốt cho những người bạn của mình. Thì biết đâu chừng con sẽ được một cái giải thưởng nó lớn hơn sau này thì sao. Rồi và sau đây thầy xin được chúc mừng bạn được 40k tới bến luôn. Ai đây? Quốc luôn. Trời luôn. Rồi hồi hộp quá, hồi hộp quá. Màu gì luôn? Màu đỏ luôn. Hồi nãy giờ màu đỏ là vô mánh không nha con. Rồi có bạn nào đoán không? Đối với cái dãy số là 100402190658 04, có bạn nào tự thấy đây là cái ID Facebook của mình không mọi người? ID Facebook của mình không tụi con? Nhìn vô là không biết là chính chủ có biết không ha. Rồi đây thầy sẽ được chúc mừng nha. Này này đó, bạn nào nhỉ, bạn nào nhỉ, 40k, 40k. Ôi ơi, thầy xin được chúc mừng bạn Thiên Anh. Ok, như vậy Thiên Anh ơi hãy nhanh chóng comment về bay để mà tụi con nhận được. Rồi bạn Thiên Anh đã share cái bài này chế độ công khai kèm theo những cái hashtag. Rồi cảm ơn con đã lan tỏa cái bài livestream cực kỳ hữu ích này đến cho bạn bè của mình. Được hai con ha, cảm ơn con rất là nhiều. Và trước khi mà chúng ta qua cái vòng tiếp theo, thầy xin được công bố bạn đã được giải thưởng trong vòng 3 giải thực chiến. Và vòng 3 50k đã thuộc về một bạn. Rồi bạn nào đây ta? 50k gọi tên bạn nào thì thầy công bố tên càng bạn đó là các thầy cô hoặc là các bạn khác hãy tag bạn đó vô nha. Như vậy bạn mà được 50k trong vòng 3 đó chính là bạn Mỹ Bình. Ôi, chính là bạn Mỹ Bình mọi người, bạn Mỹ Bình đâu rồi? Chúng ta hãy vô luận giải đi con, inbox cho bay của mình để mà cung cấp cho các anh chị thông tin để mà chúng ta luận giải. Và đừng đừng lo, mình có ba cái giải thực chiến mọi người. Vòng 4 với giải thực chiến tiếp theo xin được bắt đầu nha tụi con. Chỉ cần thầy comment là tụi con bắt đầu được. Vẫn như cũ, hãy comment đáp án theo cú pháp trên màn hình. Và bắt đầu vòng 4 tụi con ơi. Rồi, bình luận đi mấy đứa, 1 phút tới bến luôn tụi con. Mỹ Bình, Mỹ Bình. Có thầy cô nào, có bạn nào biết Mỹ Bình được giải không? Có gì mình comment cho giùm thầy. Rất là nhanh luôn, thầy thấy là đáp án của bạn Hoài Khanh đã lên trước rồi. Hy vọng là lần này Hoài Khanh vừa đúng và vừa nhanh nhất luôn con ha. Một phút nha mọi người. Mười lăm giây nữa mấy đứa ơi, 15 giây nữa rồi chúng ta cố gắng chốt kèo luôn mọi người. 50k dành cho bạn nào mà nhanh nhất, đúng nhất, giỏi nhất. Mười giây nha. Chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Hết giờ mọi người, chúng ta sẽ cùng biết kết quả sau khi mà chúng ta sửa xong 5 cái câu này. Rồi tới bến câu số 16. 16 là cuộc sống của Marianne gì đó không có tiến triển ngon lành. Do đó cô ta đang cảm thấy khá là bị buồn, bị trầm cảm. Tụi con cần chọn một từ quen nghĩa lạ. Như vậy bị buồn, bị trầm cảm là she's been feeling rather low. Chọn câu C. Thì hàng này mình không có được gì là thấp. Và nó bằng luôn với chính tính từ down. Down cũng là tính từ đó mấy đứa. Thì down là tính từ, mình dịch là buồn, là trầm cảm. Và nó bằng luôn với lại cái chữ là depressed. Depressed. Ở ví dụ như là nãy giờ thầy Tú trả lời sai không, thầy Tú cũng đừng có cảm thấy low, thầy Tú cũng đừng có cảm thấy down nha thầy Tú ha. Đừng có cảm thấy low, đừng có cảm thấy down thầy Tú nhé. Đối với câu A thì cái chữ cross, cross mình dịch là wow, là cọc. Thì đây là từ quen nghĩa lạ luôn nha mọi người. Từ quen nghĩa lạ luôn nha mọi người. Cross. Ok nha con ha.
Ví dụ như là I was cross with him for being late. Tôi á, là tôi rất là cọc với anh ta vì anh ta đến trễ. Ổn ha. Thì trên màn hình chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một chú mèo, và chú mèo này đang rất là cross mấy đứa ở đây. Đó, học là phải như thế, học là mình phải biết ứng dụng với những gì mà mình nhìn thấy trong cuộc sống. Nó rất là cross. Ok nha, hy vọng là thầy Tú cũng không có cross khi mà các em khịa thầy Tú nha. Đối với câu bơi thì đúng như là bạn Thanh nói á, thì câu bơi mình có nghĩa là ghen tị. Nhưng mà ngoài nghĩa là ghen tị ra, một cái nghĩa nữa mà thầy muốn nhắc đến từ con là non và xanh. Đúng như cái từ này mới được. Green nghĩa đen là xanh, và nghĩa bóng cũng là xanh, nhưng mà xanh ở đây là xanh về kinh nghiệm. Non và xanh, ví dụ như là những cái người mà được đào tạo mới á, họ rất là non, rất là xanh kinh nghiệm mọi người. Thì ví dụ như là về mảng tiếng Anh thì mình phải thông cảm với thầy Tú còn rất là green mọi người. Nhưng mà về mảng toán á, là tụi con không có được dẫn mặt đâu. Chùm toán NQH Tân Phú đó tụi con. Ok ha. Có bất kỳ bài vận dụng cao này hãy hỏi thầy Tú sẽ trả lời hết cho tụi con. Rồi, short mình học rồi, mình dịch là cục xúc, thô lỗ. Thầy nhớ là short hồi nãy mình học rồi, mình dịch là cục xúc, thô lỗ. Rồi, đáp án chọn C, từ quen, nghĩa lạ. Xin chào Hồng Gắm, Mỹ Bình, Đỗ Bình Như, Đặng Thị Thảo, Thanh Trúc. Thì lâu lâu thầy sẽ dừng lại, thầy chào tụi con ha. Thầy luôn muốn là chào tụi con, bởi vì thầy rất là biết ơn khi mà tụi con đã tham dự cái livestream này của thầy. Rồi, thầy lại có một ví dụ thế này. Tôi rất là cọc với bạn sáng nay. Tôi có những thứ khác trong đầu. Số 17, câu này không hề dễ chút nào cả. Cũng thuộc dạng từ quen nghĩa lạ chứ chẳng chơi. Trong vòng tầm 20 năm trời, tôi là tôi sống ở đây, và tôi luôn luôn là có những người hàng xóm tốt. In the 20 years I've been living here, we always had good neighbors. Như vậy trong vòng tầm 20 năm, như vậy trong vòng tầm 20 năm thì cái từ mà mình gọi là tầm á, khoảng á, là in the 20 odd years, chẳng có bề. Odd ở đây không dịch là lạ, mà mình dịch là khoảng và tầm, và odd ở đây nó được đứng đằng sau cái con số. 20 là con số đúng không con, thì mình sẽ đặt cái chữ odd này đằng sau cái con số. Thì đó là cách dùng của nó ha. Thì câu này là câu mà thầy rất là bẫy, bởi vì câu A nó cũng dành cho những con số đó mới được given. Thì câu A thì mình dịch là được nêu lên, được quy định, được nêu lên, được quy định. Chắc chắn sau này tụi con thi IELTS, tụi con sẽ gặp lại câu A trong bài thi IELTS Writing Test 1. Hãy lấy ví dụ là the bomb could go off at any given time, là cái quả bom này có thể phát nổ với bất kỳ thời gian nào mà được nêu lên, với bất kỳ thời gian nào đã được quy định. Trong bài thi IELTS Writing Test 1, tụi con hay miêu tả biểu đồ đúng không? Thì mình sẽ gặp cái từ này trong cái phần mở bài của tụi con lúc mà tụi con miêu tả biểu đồ tăng giảm á. Rough, thì rough mình gọi là đại khái, nó bằng với chữ approximate, approximate. Thì có một vài cái danh từ thường hay đi chung với chữ rough là được a rough calculation, một cái sự tính toán đại khái. A rough estimate là một cái con số ước lượng đại khái. Hoặc là mình đoán đại mọi người, mình đoán đại là a rough guess. A rough guess là đoán đại. Certain, certain có hai nghĩa chính. Một là chắc chắn, hai là nào đó. Thì thầy nghĩ là cái nghĩa chắc chắn là tụi con biết rồi. Cái mà thầy muốn nhấn mạnh là cái nghĩa nào đó. Và để nhấn mạnh được là thầy cho luôn tụi con ví dụ. For certain personal reasons, I shall not be able to attend. Vì những cái lý do cá nhân nào đó thì tôi sẽ không có khả năng tham dự. Ok nha con. Vì những lý do cá nhân nào đó là tôi không có tham dự được đâu. Đó, thì đó là câu 17. Hôm nay là mình học thêm cái từ này quá trời hay luôn nha tụi con. Nhớ là tụi con phải đặt đằng sau nó, đằng sau cái chữ là số, đằng sau số. Ổn ha. Rồi, 18 luôn đi mấy đứa. 18 là câu cụm rồi, câu này chịu rồi, câu này là nhân phẩm cực kỳ. Few places. Rồi mấy đứa hãy cứ bình luận giùm thầy nha mấy đứa. Liên tục tiến lên mọi người. Few places are more depressing than a seaside resort in the of winter. Một vài nơi thì nó còn buồn hơn là một cái resort trong nơi lạnh nhất của mùa đông. Chúng ta có một cái cụm từ mà mình dịch là nơi lạnh nhất của mùa đông là in the park of winter. Sơi là không đúng.
Nơi lạnh nhất là nơi u tối nhất con, thì nó phải chọn câu D chứ. In the dark of winter, con nghe câu D con là cũng là đáp án sai y chang câu C thôi. In the dead, đúng rồi, chính xác. Hàng này mình không có được dịch là trong cái người chết, mà mình dịch là trong nơi lạnh nhất. Nơi lạnh nhất. Rồi xin được chúc mừng nhiều bạn làm đúng nha. Phương Ni nè, Phương Quỳnh nè, Ngọc Võ nè, Tiến Khoa nè, đó, Hoài Khanh nè, Bảo Lê nè, đó. Mình hãy cứ bình luận giùm thầy. Và mỗi một lần bình luận là mỗi một lần tụi con có cơ hội được thầy đọc tên. Thầy sẽ truyền cái năng lượng tích cực và cái sự độ của thầy dành cho tụi con. Mình tích dần dần cho đến cuối năm. Thể kiểu nào mình đánh lùi nó cũng đúng mới được. Ok nha con ha. Rồi Thảo My làm đúng luôn. 19, 19 cũng là cụm luôn. Caroline hay là Caroline gì đó. Thought she had met of the interview, so were surprised to be offered the job. Như vậy là cổ rất là ngạc nhiên khi mà cổ được offer công việc này, là bởi vì trước đó là cổ đã banh xác lúc mà cổ phỏng vấn. Như vậy cổ phỏng vấn là cổ bày hày, cổ banh xác, cổ banh nhà lầu rồi. Chọn luôn là make a mess of. Thì make a mess of mình dịch là làm cho một cái gì đó nó lộn xộn, làm cho một cái gì đó nó không thành công. Đó, cổ là cổ phỏng vấn banh nhà lầu rồi, người ta hỏi gì là cổ cũng trả lời chất vấn hết. Do đó là cổ rất là ngạc nhiên khi mà người ta offer cho cổ công việc này. Ổn ha. Đối với câu A thì thầy phải nhấn mạnh câu A không được đọc là chao, không được đọc là cháo, không được đọc là chao cháo gì cả. Câu A mình phải đọc là chaos. Chaos mình gọi là sự hỗn độn, sự hỗn độn. Và nó thường đi chung với những cái cụm từ như là be in chaos, là trong tình trạng hỗn độn. Be in chaos, hoặc là be thrown into chaos, hoặc là be plunged into chaos, là rơi vào tình trạng hỗn độn. Tụi con rơi vào tình trạng hỗn độn. Ok ha, không được đọc là chaos, là cháo các kiểu nha mọi người. Mình không có đọc tiếng Anh quý tộc nhưng mà được, không có chaos, cháo gì cả. Chaos. Wreck. Wreck ở câu bơ mình dịch là xác của một con tàu, hoặc là người bị suy sụp. Rồi, ví dụ the interview made him a nervous wreck. Cái cuộc phỏng vấn này khiến anh ta trở nên một cái người bị suy sụp về mặt tinh thần con. Nervous wreck là một cái người suy sụp về mặt tinh thần. Confusion. Confusion là từ dễ rồi. Thằng này mình dịch là sự rối ren con ơi. Sự rối ren con nha. Rồi như vậy chúng ta lượm nhẹ câu C ha. Và chỉ còn một câu nữa là thầy sẽ quay tiếp và giải thưởng tiếp theo hình như là 50k đó tụi con. Hiện tại là đang có 80 bạn đang xem livestream, không biết là những bạn khác đâu rồi. Mình hãy tag bạn bè của mình vô để nhắc bạn bè của mình là sắp đến giờ quay số rồi mấy đứa ơi. Đồng thời là cũng nhắc bạn bè của mình là cứ tiếp tục học để mà mình có thêm nhiều từ vựng hay. Lụm nhẹ nha mọi người. Tôi là tôi bị bỏ bùa từ lúc mà tôi gặp cô ta. Thì đây là một cái câu rất là hay luôn con. Nói về tình yêu cực kỳ hay. Như vậy tôi là tôi bị bỏ bùa. Đây là câu mang tính chất cụm cố định. I was under her spell. Chọn câu D là đúng đó tụi con. Spell ở đây không phải là đánh vần đâu mới được. Spell ở đây là danh từ và mình gọi là bùa chú bùa mê bùa ngải ở không không phải bùa ngải đâu con, bùa chú bùa mê thôi. Rồi. Và chúng ta có cái cụm từ là cast, là put a spell on somebody. Hàng này mình gọi là bỏ bùa ai đó. Cast, put a spell on somebody, bỏ bùa ai đó. Rồi. Bị bỏ bùa, bị bỏ bùa mọi người là be under a spell. Thì be under spell là bị bỏ bùa. Ví dụ đây mọi người, đây là những cái biểu cảm của một cái người đẹp trai bị under spell mày được. Đó, mình thấy rõ chưa? Không biết là có bạn nào giống như thầy không mọi người, hay là thầy bị under spell. Thì đây là biểu cảm của thầy lúc mà thầy bị under spell. Và thầy đoán chắc là tụi con biết chắc luôn ai đã cast a spell on thầy. Thì cái người mà cast a spell on thầy không ai khác, đó chính là người trên màn hình. Quá trời đẹp, quá trời tuyệt vời, quá trời dễ thương, quá trời giỏi giang. Đó. Thì đây là cái người mà đã cast a spell on thầy. Ok, nếu mà tụi con đói thì chắc chắn bây giờ tụi con đã hết đói rồi mọi người. Bởi vì thầy rất là tâm lý, thầy đã cung cấp một cái món ăn cực kỳ ngon cho tụi con chống đói trong lúc mà tụi con xem livestream. Hãy cảm ơn thầy đi nào mọi người. Hãy xứng đáng nhận được những tràng pháo tay từ tụi con. Hãy cảm ơn thầy đi nào mọi người. Ok, tụi con hãy cảm ơn thầy đi nào mấy đứa.
đó chơi chứ đó là cách chúng ta học từ vựng mọi người. Mình học từ vựng rồi mình phải biết ứng dụng từ vựng trong cuộc sống. Thì bên phải là cái gương mặt bị under spell và cái bên trái là cái người mà cast the spell on. Ok rồi, ok rồi, cảm ơn tụi con ha, hết sức tuyệt vời, hết sức tuyệt vời. Ơi jam jam ở câu A mình gọi là sự mê hoặc, sự cuốn hút. Jam sự mê hoặc, sự cuốn hút. Tag mình dịch là nhãn để mà mình gắn vào hàng hóa. Còn craft là nghề thủ công con ơi. Craft là nghề thủ công con nha. Được ha con ha. Craft. Rồi, như vậy chúng ta chọn câu D ha. Và bây giờ đang đến với cái giải 3 50k lan tỏa. Muốn được giải dễ lắm con ơi, hãy share cái bài livestream này với chế độ công khai kèm theo hai cái hashtag bự chà bá lửa trên màn hình. Và sau đó là thầy sẽ quay số để mà tụi con trúng thưởng nha con. Ờ, bạn nào chưa 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 share thì mình tranh thủ mình share đi mọi người. Mình chỉ còn hai giải nữa thôi mọi người, giải 100k và 200k. Share nhẹ nhàng vừa tốt cho bạn của mình và vừa có cơ hội được nhận thưởng. Tại sao không làm mọi người? Đúng không? Rồi, và xin mời chị Hồng Anh, thầy đang đợi chị Hồng Anh là share cho thầy cái đường link. Đó, chị Hồng Anh đã lên rồi và chuẩn bị lên dĩa nha con. 50k chứ không ít đâu mọi người, 50k chống đói đó mấy đứa. 50k là Shopee sale là tùm lum tùm la hết đó mấy đứa. Rồi, sẵn sàng vô đi mọi người ơi. Và chúng ta coi nè mấy đứa, ủi quá trời luôn mọi người. Đó, như vậy là những cái nan hoa, những cái vòng tròn nhỏ nó ngày càng hẹp hơn, chứng tỏ là nhiều bạn tham gia hơn. Thì rất là vui ha. Chứng tỏ là nhiều bạn biết đến cái livestream này và chứng tỏ là nhiều bạn học thêm nhiều từ vựng. Tốt cho các bạn mọi người. Rồi, và 50k xin được mời người sau đây. 1 2 3 lụm kèo. Ai đây, ai đây, màu gì đây, màu gì đây? Màu xanh. Ôi lần này đổi màu rồi mọi người, màu xanh. Ơi, xin mời bạn có IP Facebook là 10004621848678. Thầy nói vậy chứ chả có bạn nào nhớ đâu mới được. Chúng ta phải nhấp vô chúng ta mới biết được bạn đó là ai ha con ha. Rồi, xin được chúc mừng bạn. Bạn nào mọi người. Ô, lại là một bạn, nếu không làm lại là một bạn đến từ NQH Tân Bình. Trời ơi, đêm nay là đêm của NQH Tân Bình mọi người ơi. Bạn Bảo Lê học trường Nguyễn Chí Thanh, tuần trước là bạn được 50k, tuần này bạn cũng được 50k con ơi. Nói chung là chàng trai vừa giỏi vừa may mắn. Ôi, xin chúc mừng con nha con ha. Con có share cái bài livestream này chế độ công khai kèm theo hai cái hashtag đó là chỉnh chu. Con hãy inbox về bay để mà mình nhận thưởng nha con nha. Và đừng lo, chúng ta còn 100 ngàn, 200 ngàn lận mọi người. Mọi người yên tâm, chủ yếu là mình hãy share. Và rồi mình cứ chờ đi mọi người. Ok ha. Thầy thắc mắc là không biết những bạn học ở Cầu Xéo, những bạn học ở Tân Phú đâu, nãy giờ thầy mò quá trời luôn là không thấy tụi con. Và sau đây thầy xin được công bố bạn đã được thưởng trong cái giải thực chiến thứ tư. Xin được chúc mừng bạn Kỳ Duyên. Rồi, bạn nào tên Kỳ Duyên mau chóng inbox về bay để mà nhận thưởng đi con. Nguyễn Duyên, Kỳ Duyên, Nguyễn Duyên, Facebook Nguyễn Duyên. Ok con nha. Không sao mọi người, mình còn hai giải thực chiến và chúng ta đến với giải thực chiến thứ năm. Comment đáp án cho thầy từ câu 1 đến câu 25, ở lộn từ câu 21 đến câu 25 chứ quên. Comment từ câu 1 đến câu 25 là banh nhà lầu luôn. Rồi, từ câu 21 đến câu 25 đáp án là gì? Comment ngay và luôn kèm theo tên của mình để mà được 50k nha con. Và vòng số 5 của chúng ta xin được phép bắt đầu 1 phút để mình comment tới bến đi tụi con ơi. Quất đi tụi con ơi. Rất là nhanh luôn. Bạn Thị Thảo đã comment trước luôn. Bạn Bảo Hân, rồi đó. Hương Lâm hỏi là tại sao bạn Bảo Lê được hoài vậy? Con hãy xin vía bạn Hảo, bạn Bảo Lê đi. Đó, bạn Bảo Lê là được hoài luôn. Tuần trước là được giải thực chiến, tuần này là giải nhân phẩm lan tỏa, là không vừa giỏi mà vừa vừa được nhân phẩm tốt nữa. Quá trời tuyệt vời mọi người. Và nghe đồn là bạn Bảo Lê vẫn chưa có bạn gái đó tụi con ơi. Bạn Bảo Lê thì được cái nè, vừa học giỏi được vừa đẹp trai giống thầy hồi đó thôi mọi người, giống gì hết. Ba mươi giây, 30 giây nữa là chúng ta sẽ kết thúc nha mấy đứa ơi.
Rồi, 30 giây là chúng ta sẽ kết thúc vòng 5 nha mọi người. Mười giây nha con. Chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Ơi, kết thúc và xin chia buồn cùng tụi con. Những bạn nào đã comment sao khi mà thầy nói ha. Số 21, câu này nó hơi căng, nó liên quan đến nhạc. Bạn nào học nhạc chắc chắn bạn đã biết. What makes this piece of music interesting is the change of in the middle. Cái mà làm cho cái bản nhạc này nó nghe nó vui á là thay đổi về cái gì đó ở giữa, ở khúc giữa. Như vậy cái mà làm cho bản nhạc này nó vui là cái sự thay đổi về cái key ở khúc giữa. Thì key ở đây mình dịch là cái khóa để mà lên dây đàn. Mình dịch là cái khóa để mà lên dây đàn. Ok ha con. Nói chung là câu này nó liên quan chuyên ngành hơi bị nhiều rồi mọi người. Cái khóa để mà lên dây đàn. Có bạn nào mà học nhạc đồ là bạn đó bình luận giùm thầy để mà giải thích giúp thầy và các bạn thêm cái key ở đây chính xác trong cái từ chuyên môn gọi là gì nha tụi con ha. Đó, bạn nào học đàn học nhạc thì có gì mình bình luận giùm thầy nha con. Tag mình biết rồi là cái nhãn nha. Còn cái câu C mình giờ là manh mối hoặc là gợi ý. Câu C đọc là gì trời? Tự nhiên quên cách đọc nó rồi mấy đứa. C là có chừng đọc nha, đọc lộn nha mọi người, không đọc là cu e đâu nha mọi người. Không đọc là cu e đâu nha tụi con. Không đọc là cu cu gì đâu nha tụi con. Kiu. Kiu. Mình phải đọc mình phải sang chảnh mọi người, không có bay vô cu cu gì hết. Kiu. Kiu. Đó, là như thế đó mấy đứa. Thì câu C mình giờ là manh mối gợi ý. Nhớ nha. Số 22, chúng tôi chưa có hiểu được điều nào làm cho thằng Benny nó bỏ mặt con của nó. We have not yet understood what chấm chấm Benny to abandon her children. Và một cái động từ mà con dịch là khiến cho ai làm gì đó, khiến cho ai làm gì đó, lụm luôn. Chọn câu C mọi người, rất là gắt. Câu này cấu trúc banh xác rồi. Move somebody to do something. Move somebody to do something. Hoặc cause somebody to do something, hoặc provoke somebody to do something. Hàng này mình chỉ là khiến ai làm gì đó. Như vậy rất là nhiều bạn hỏi, rất là nhiều bạn hỏi là điều nào move bạn Bảo su lụm được giải rất nhiều trong cái chuyên mục này của thầy. Điều nào mà cause bạn Bảo su lụm giải trong chuyên mục này của thầy. Thầy Bảo con hãy comment cho thầy cái bí quyết của con đi con ha. Bây giờ hãy comment cho thầy cái bí quyết để các bạn tham khảo mọi người. Thôi, câu A là thay đổi, change. Câu B là ảnh hưởng, affect. Và câu D mình dịch là sắp xếp, arrange. Như vậy chúng ta lùm nhẹ câu C, khiến ai đó làm gì đó. Ok nha con ha. Số 23, tới bến luôn. Câu này quá khó rồi. Và đây là cái câu mà thầy muốn nhắc nhở tụi con đó. Hard work and determination to master the English language will chấm chấm dividends in the future. Keep up the good work. Sự chăm chỉ và cái sự quyết tâm. Trời, cái từ này là tất cả các bạn học ở NQH ở Unit 2 là tụi con học hết rồi. Sự chăm chỉ và cái sự quyết tâm để mà chinh phục được tiếng Anh, nó sẽ mang đến lợi ích về lâu về dài. Hãy keep up the good work. Thì keep up the good work mình dành là giữ vững phong độ. Hãy làm điều đó, hãy làm điều tốt. Rồi, chúng ta cần một cái động từ cộng cho chữ dividends mà mình dịch là có lợi, có kết quả, lụm nhẹ. Đáp án là gì? Mình hãy comment giúp thầy. Ok, chọn D là chính xác. Pay dividends. Thì đầu tiên là mình phải biết cái chữ dividend có nghĩa là gì. Nhiều nghĩa lắm con. Nhưng mà trong trường hợp này chắc chắn dividend nó phải có nghĩa là lợi thế, là lợi nhuận. Và pay hoặc là bring dividends mình là mang đến lợi thế, mang đến lợi ích. Rồi, hãy xin được sức mình chúc mừng Phương Quỳnh nè, Thanh Hương nè, Ngọc Võ nè, Tuyết Mai nè. Đó, những gương mặt rất là quen thuộc con ha. Rồi, Hoài Khanh nè. Cảm ơn tụi con đã bình luận ha. Rồi, và chúc mừng tụi con. Ngoài ra là mình có một vài những cụm từ khác cũng của chữ dividends. Ví dụ như là reap dividends. Mình dịch là thu hoạch, lấy được lợi thế, lấy được lợi ích. Thu hoạch, lấy được lợi thế, lấy được lợi ích. Và như thầy đã từng tâm sự, cái mà giúp tụi con học tốt từ vựng là mình hãy ứng dụng từ vựng đó khi mà mình học tiếng Anh. Mình hãy đặt những câu ví dụ với từ vựng mình học được. Mình hãy quan sát cái cuộc sống này, xem là hiện tượng sự vật nào trong cuộc sống này đang miêu tả cái từ vựng mà mình mới vừa học được. Và đây là một cái câu mà thầy muốn gửi gắm đến tụi con.
Hãy rất là vui khi mà tụi con vẫn còn xem cái livestream này hơn 70 bạn. Điều này nó thể hiện được cái sự quyết tâm và cái sự chăm chỉ của tụi con. Và tụi con yên tâm, cái sự quyết tâm, sự chăm chỉ của tụi con nó sẽ pay dividends lúc mà tụi con thi đại học. Nó sẽ mang đến lợi ích, kết quả tốt khi mà tụi con thi đại học. Ok. Và nhân đây thầy cũng được chia sẻ một cái câu của một cái nhà đầu tư lỗi lạc, một trong những người giàu nhất thế giới. Thầy không nhớ là người này là đứng thứ mấy rồi, nhưng mà ai cũng nghe danh Warren Buffett. Thì Warren Buffett có một câu rất là hay, là đầu tư vào việc phát triển bản thân mình là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất. Quả thật là như thế. Cái việc mà tụi con đầu tư thời gian công sức vào xem cái livestream này sẽ mang đến cái khoản lợi nhuận cao nhất cho tụi con lúc mà tụi con thi đại học. Tụi con sẽ reap được rất là nhiều cái dividends, và cái livestream này nó sẽ pay dividends cho tụi con lúc mà tụi con thi đại học. Ok. Thì đầu tư ổn nhất, đầu tư mà mang lại lợi nhuận nhiều nhất là đầu tư vào giáo dục. Và sẵn tiện thầy muốn chia sẻ với tụi con luôn là bữa trước thầy xem cái chương trình là Câu hỏi dành cho ai. Sếp hỏi đó là bây giờ giả sử anh đưa cho em 100 triệu, em sẽ lấy số tiền đó làm gì? Thí sinh đã trả lời một câu mà khiến sếp phật lòng, khiến sếp không có ấn tượng, và dĩ nhiên vị sếp đó không có chọn thí sinh rồi. Thì thí sinh đó trả lời một câu là em sẽ lấy số tiền đó đi đầu tư bán quần áo, shop thời trang. Không phải được. Cái vị sếp đó khi mà hỏi cái câu đó là người ta mong đợi thí sinh đó phải trả lời cái câu này nè. Thì cái vị sếp đó người ta trả lời thế này: anh hỏi em cái câu này bởi vì anh mong muốn em sẽ trả lời thế này. Nếu mà em trả lời thế này là anh sẽ chọn em. Nếu mà em trả lời là em sẽ lấy 100 triệu này đi đăng ký những khóa học, đi đầu tư vào giáo dục của mình, thì anh sẽ chọn em. Đó. Như vậy 100 triệu đúng là lớn, nhưng mà nó không có quá lớn đến mức để mà mấy đứa bỏ qua cái việc học mọi người. Sở dĩ là mình lấy một cái 100 triệu đó mình đầu tư cho bản thân mình học thì nó sẽ mang lại lợi nhuận rất là nhiều. Biết đâu chừng là sau khi mình học hết 100 triệu đó, mình giỏi hơn, mình thông minh hơn, mình kiếm còn còn hơn số tiền đó rất là nhiều lần, 10 tỷ, 20 tỷ chẳng hạn. Đó. Cho nên là đầu tư vào giáo dục là đầu tư mang lại lợi nhuận nhiều nhất. Và tụi con đang đầu tư đúng đó mọi người. 80 bạn đang xem livestream này đang đầu tư đúng. Chắc chắn sau này nó sẽ pay dividends. Ok nha con. Rồi, tiếp tục 24 là câu nhẹ nhàng tình cảm đơn giản. Khi mà con cân nhắc cái sự khó khăn mà họ gặp phải, là con phải thừa nhận là họ đã làm quá tốt mặc dù họ về thứ hai, và cân nhắc về vấn đề nào đó là cụm từ cố định take into account, chọn câu B. Thường là tụi con sẽ dùng là take into consideration, nhưng mà mình muốn được sang chảnh hơn, hay hơn là mình hãy dùng cho thầy là account. Take something into account. Ổn ha. Và có một cái cụm từ nữa mà ít giáo viên dạy tụi con lắm, sẵn tiện mình học luôn đi. Take account of something. Hàng này mình cũng dịch là cân nhắc điều gì đó. Được nha mấy đứa. Thường là các giáo viên chỉ dạy tụi con cái vế đầu và take something into account thôi, nhưng mà thầy luôn luôn dạy học sinh của mình là cái vế đằng sau luôn. Take account something. Rồi. Câu A thì bạn nào cũng biết rồi. Discount. Giảm giá. Chiết khấu. Discount. Và từ này nhấn âm một nha mấy đứa. Discount. Discount. Ổn nha. Rồi, value. Value là giá trị, là khỏi cần phải nói rồi ha. Và recount thì recount mình gọi là việc đếm lại. Count là đếm. Re là lại. Thì recount là đếm lại. Recount. Rồi, tiếp tục chương trình là câu số 25. Và sau câu này là chúng ta sẽ biết được bạn nào nhận được 100k và bạn nào nhận được 50k. 100k cho giải lan tỏa và 50k cho giải thực chiến. Rồi, hãy bình luận giúp thầy ABCD lũng nhẹ. He's just lazy and I am chấm chấm running out of time and patience with him. Anh ta chỉ là lười biếng thôi và tôi đang khá là mất kiên nhẫn cũng như là thời gian với anh ta. Nhẹ nhàng mọi người, câu này là mình suy nghĩ càng đơn giản là càng tốt. Như vậy là tôi đang dần cạn kiệt thời gian và cái sự kiên nhẫn, dần cạn kiệt thời gian và sự kiên nhẫn là I am fast running. Sở dĩ chúng ta chọn fast được là bởi vì nó là cái loại từ duy nhất đúng. Fast ở đây là trạng từ và mình dịch là nhanh. Và lưu ý fast ở đây nó thường hay đi chung với những cái cụm từ như sau để mà nhấn mạnh. Fast run là chạy nhanh, là không nói. Ở đây mình có cụm từ là run out of, mình dịch là cạn kiệt ha. Fast become là nhanh chóng trở thành. Fast become là nhanh chóng trở thành mọi người. Fast approach là nhanh chóng đến, nhanh chóng đến. Fast move là di chuyển nhanh.
Đó, thì con dùng chữ fast cộng cho những động từ đó, nó đậm hơn, đậm đà hơn, nghe hay hơn. Pace mình dịch là tốc độ, quick là tính từ là không chơi, và haste là danh từ là bỏ luôn. Tuy nhiên là chúng ta không được bỏ cái nghĩa của nó, mới được nghĩa nó phải học. Haste mình dịch là sự vội vàng. Và chúng ta có một cái cụm từ rất là hay mọi người ơi, thì đây là kinh nghiệm của những người đi trước. More haste, less speed. Thằng này mình dịch là nhanh mà chậm. Đôi khi chúng ta bối rối quá, chúng ta làm việc đó nhanh quá, cái cuối cùng là nó làm kết quả nó không tốt, chúng ta phải làm lại từ đầu. Thì rốt cuộc việc đó là việc chậm mấy đứa, kiểu vậy. Mình cần thời gian mình điềm tĩnh lại, mình suy xét kỹ hơn, mình nhìn kỹ hơn, rồi mình hãy qua quyết định. Thì lúc đó biết đâu chậm mà nhanh tụi con. Đôi khi là một vài việc là nhanh là chậm tụi con ha. Thì ví dụ như là cái việc mà tụi con comment đó mọi người, đôi khi là mình cần tỉnh lại, mình suy xét lại bốn đáp án rồi mình hãy comment. Mặc dù nó chậm nhưng mà và rồi nó cũng nhanh, tụi con không cần phải làm lại. Rồi, và không phải nói nhiều nữa, chúng ta hãy đến với giải loan cỏ giải nhì 100K. Ui má ơi, 100K không biết là bạn nào được đây. Và bạn nào mà muốn đạt được 200K thì hãy làm một bước đơn giản đi tụi con. Share bài này chế độ công khai kèm theo hai cái hashtag. Rồi, xin mời chị Hồng Anh, chúng ta hãy có cái đường link để mà chúng ta bắt đầu quay số trúng thưởng 100K. Vô nha mọi người, lên luôn nha mọi người, 100K nha mọi người. Lụm là ấm no luôn nha mọi người nha. Lụm là ấm no luôn á. Thôi, tới bến nha con. Đó, chị Hồng Anh đã gửi đường link lên rồi. Và bây giờ chúng ta xem coi là bạn nào được 100K. Và nhớ là chúng ta chỉ còn duy nhất một giải thôi là giải 200K. Thì muốn được giải này dễ lắm. Hãy share cái bài livestream này chế độ công khai kèm theo hai cái hashtag là luyện tiếng Anh điểm 10 cùng NQH và NQH Tân Phú Tân Bình quận 10. Rồi, như vậy mình hãy comment giùm thầy là bạn nào sẽ được 100K đi mọi người, mình hãy comment cơ sở của mình đi mới được. Theo tụi con liệu rằng đó là Tân Phú, Tân Bình, Cầu Xéo hay là quận 10? Mình hãy comment cái cơ sở của mình để mà chúng ta có khả năng cao được quay hơn. Rồi, NQH nào sẽ được giải hay 100K này tụi con? NQH ơi, đến từ Tân Phú, đến từ Tân Bình, đến từ Cầu Xéo hay là quận 10? Mình hãy comment cho thầy biết đi nào. NQH ơi nào sẽ được giải đó? NQH ơi, Tân Phú, Tân Bình, quận 10, Cầu Xéo, NQH ơi nào tụi con? Đó, thấy chưa các bạn Tân Bình nhanh chưa? Bảo sao các bạn Tân Bình thường hay được giải là như thế? Cầu Xéo, Tân Phú, Tân Bình. Ê, anh Đạt cũng có tham gia nha anh Đạt. Rồi, hy vọng anh Đạt cũng được giải nha, nhưng mà nhớ chia lại cho thầy nha. Rồi, không nói nhiều nữa, 100K xin được chúc mừng chủ nhân của 100K tới bến tụi con ơi, hai ba vô. Quay rồi, màu gì mọi người? Màu đỏ đúng như cái màu áo mà nãy giờ thầy đang mặc. Rồi, thầy xin được chúc mừng bạn có IB, ID gì đó. 10000150805. Ai vậy ta? Ai hãy bình luận giùm thầy đi mọi người. Thì thầy nghĩ là rất là nhiều bạn sẽ xem lại cái ID của mình ha. Rồi, tụi con không phải xem đâu, thầy sẽ được chúc mừng. Bạn đó chính là bạn. Ở bạn này nãy giờ thầy thấy nè, có comment nè. Ôi, xin được chúc mừng bạn Đinh Bảo Hân. Con may mắn được 100K. Rõ ràng là bạn Hân đã share cái bài livestream này chế độ công khai kèm theo những cái hashtag. Hy vọng là bạn nào đã share cái bài livestream là mình hãy giữ cái bài livestream đó mọi người, để một là mình xem lại được cho nó đơn giản, hai là bạn bè của mình cũng được thấy cái bài livestream đó thì vẫn tốt cho bạn bè của mình mọi người. Mình đừng có vội xóa cái bài livestream này đi nha mọi người ha. Rồi, xin mời Đinh Đảo Hơn, con hãy bình luận giùm thầy để mà các bạn vui. Rồi, hãy nhớ mình còn đúng một giải 200K thôi, và để mà đạt được giải này hãy share bài livestream chế độ công khai kèm theo hai cái hashtag trên màn hình. Và vừa rồi chúng ta đã xong vòng 5, thì vòng 5 người chiến thắng được giải là bạn nào ta? Adu. Trời ơi, có một cái sự gọi là hy con mẹ nó hủ, không thể nào tin được mọi người. Người chiến thắng trong cái vòng 5 của giải thực chiến, làm đúng nhiều nhất, nhanh nhất, cũng chính là bạn Đinh Bảo Hân.
Bạn Đinh Bảo Hân cũng chính là bạn được giải giải thực chiến luôn mọi người. Trời ơi, xong hỷ lâm môn. Như vậy là bạn Hân vừa được giải thực chiến mà bạn Hân được vừa giải lan tỏa. Phải nói là bạn Hân là người vừa giỏi mà người vừa may mắn. Rồi, không biết gì hơn là chúc mừng bạn Hân nha con. Quá xuất sắc, quá xuất sắc. Rồi, mấy đứa hãy comment chúc mừng bạn Hân để mọi người hãy trao cho nhau những lời hay ý đẹp. Chúc mừng một cái bạn mà cực kỳ vô tiền khoáng hậu trong lịch sử NQH. Đó. Quả thật là chị Hồng Anh chỉ có kết quả của bạn Hân đạt được cái giải thực chiến trước khi mà thầy quay. Chị gửi cho thầy cái kết quả đó, sau đó thầy quay thì nó mới ra kết quả của bạn bạn Hân. Nói chung là cạn lời mọi người, đây là một cái việc mà gọi là huy hũ trước giờ chưa từng diễn ra. Rồi, được xong hỷ năm môn được hai giải luôn mọi người. Và bạn Hân chúng ta hãy bỏ qua bạn Bảo đi mọi người, bỏ qua bạn Bảo thì đừng có cân nhắc bạn Bảo đó. Chúng ta hãy lại bạn Hân, xin vía bạn Hân đi tụi con, không biết là bạn Hân có tuyệt chiêu gì mà được hai giải cùng lúc. Khó hiểu mọi người, khó hiểu. Rồi, như vậy sau khi mình xin vía xong thì hy vọng là mình sẽ chốt kèo được vòng 6 nha con. Vòng 6, vòng cuối cùng, cơ hội cuối cùng để mà tụi con được 50k và cũng để mà tụi con được 200k, xin được phép bắt đầu. Sau khi xin vía hãy comment đi con ơi, bắt đầu kìa con, comment đi con. Trời ơi Hân ơi là Hân. Nói chung là không còn giờ nào diễn tả Hân luôn. Thầy nghĩ là nhiều bạn sẽ đổi nickname thành tên Hân đó. Nhiều bạn sau ngày hôm nay là sẽ đổi tên Facebook thành tên Hân đó. Đó, nhiều bạn là sau khi mà xem cái livestream này là sẽ đổi tên Facebook của mình thành tên Hân. Rồi, hãy rút kinh nghiệm nha. Đợt sau là thầy sẽ công bố cái giải thực chiến trước 50k trước rồi thầy mới quay số. Biết đâu chừng là bạn được giải thực chiến cũng là bạn được quay số luôn thì sao? Giống như bạn Hân vậy mọi người. Không biết là bao giờ là chúng ta có một cái việc hy hữu như thế diễn ra nữa mấy đứa ha. Một cái người mà vừa được giải thực chiến và sau đó là được giải luôn, là giải lan tỏa người. Không biết bao giờ luôn mấy đứa. Như vậy là bạn Hân đã bỏ túi được một xì gửi, một xì gửi rồi con. Tha hồ mà sale Shopee nha con nha. Rồi còn 30 giây nữa là chúng ta kết thúc. Rồi vòng cuối rồi, thầy thả lỏng thời gian tụi con tí nha. 70 bạn đang xem livestream này, mình hãy bình luận giùm thầy. Thầy hy vọng là được thấy 70 cái comment. Vòng cuối rồi, tới công chuyện luôn đi mọi người ơi, tới luôn đi mọi người ơi. Rồi, tới công chuyện, tới bến, tới tất cả đi, 70 comment có mặt đi mới được. Rồi, 15 giây nha con, 15 giây nha con. Ừ, thầy chừa cho con thêm 15 giây nữa, thả đó mới được, thả để mà chúng ta có nhiều thời gian chúng ta comment hơn. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Hết giờ, dòng cuối mọi người. Thôi, bây giờ tìm chủ nhân thôi. 26 là câu không hề dễ nha con. Be sure to chấm 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 the details in case they are needed in a future date. Hãy chắc chắn là bạn sắp xếp thông tin trong trường hợp á, là thông tin này được cần trong tương lai. Và chúng ta cần một cái động từ mà mình dịch là sắp xếp con nha. Như vậy sắp xếp cho nó ngăn nắp rõ ràng. Lấm nhẹ, file. File mình dịch là sắp xếp tài liệu hồ sơ. Và nếu như danh từ thì mình dịch là cái tệp hoặc là cái hồ sơ. Còn động từ mình dịch là sắp xếp hồ sơ. Nói chung là từ này nó dễ. Bởi vì từ này nó mang tính chất là tượng hình. Đó, tụi con cứ nhớ cái hình ảnh mà thầy đăng lên trên màn hình là tụi con nhớ đến cái chữ file này à. Danh từ mình dịch là hồ sơ, động từ mình dịch là sắp xếp hồ sơ tài liệu. File. Order. Order thì mình dịch là đặt hàng. Câu A khỏi gì để nói nha con. Ôi câu C có cái để học này tụi con ơi. Post. Thì post mình dịch là gửi là đăng. Ok con ha. Và chúng ta có một cái cụm thành ngữ hay, má ơi hay luôn, của cái câu C là keep somebody posted about, keep somebody posted on. Hàng này mình dịch là cập nhật thông tin về, cập nhật thông tin về mới được. Keep somebody posted about, keep somebody posted on. Tụi con hãy nhớ lên cái page của mình là trung tâm luyện thi N của H Tân Phú Tân Bình quận 10, để mà mình keep bản thân mình posted about những cái sự kiện của các thầy cô của NQH Tân Phú Tân Bình quận 10 nha tụi con.
có rất là nhiều game đang chờ tụi con đó, được ha. Và sáp bình thì sáp bình nó câu đơn mình vậy là làm bén, làm nhạy, và nó có thể dùng cho nghĩa đen, nghĩa bóng đều được. Nghĩa đen là làm bén một cái con dao, còn nghĩa bóng là làm bén, làm nhạy một cái kỹ năng, được không? Sharpen one's skills, sharpen one's image. Đó. Như vậy là sao? Ngày hôm nay là có nhiều bạn sẽ inbox hỏi bạn Dân, ở lộn hỏi bạn Hân, để mà bạn Hân chỉ cách sharpen cái skills nhân phẩm, đúng không? Sharpen cái skills nhân phẩm mới được. Được ha. Rồi, người may mắn nhất của tháng 8 luôn, thầy nghĩ tháng 8 luôn là không có ai may mắn bằng bạn Hân đâu tụi con. Rồi, 27 tới bến nha con. Mẹ của tôi luôn luôn dường như là đứng về phía anh của tôi khi mà chúng tôi cãi lộn. Câu này không dễ đâu con, nhiều bạn bị dụ lắm. Thầy muốn thấy comment của 74 bạn máu lửa nhất. Thôi, comment đi mày được. Rất là vui khi mà 70 bạn vẫn còn xem livestream với thầy, thì mình hãy thể hiện cái sự máu lửa này bằng cách là mình hãy comment đáp án cho câu 47, 27. Bảo Lê là chọn A, như vậy là đứng về phe ai đó là take somebody's part, take somebody's side, take somebody's share hay là take somebody's place. Không hề dễ mới được. Như vậy đứng về phe ai đó là take somebody's cái gì nhỉ? Bảo Lê cho rằng đáp án là câu A. Những bạn khác vân vân đúng không con? Hương là câu A hay câu ha? Rồi, thầy muốn thấy là nhiều bạn từ Cầu Xéo, từ Tân Phú hơn nè con. Phương đi là A. Ok, như vậy là mẹ của tôi dường như là luôn luôn hướng về phe của anh tôi khi mà chúng tôi cãi lộn. Thì hướng về phe có ai đó là take somebody's side, là câu B, là đáp án 7 của thầy. Dĩ nhiên là không thể nào mà chọn được. Chọn A là quá giỏi. Ok con ơi. Rồi, nếu mà mấy đứa chọn B á, thì nó thế này. Nếu mà tụi con chọn B ấy, thì nó thế này nè mọi người. Đối với câu A chữ port thì cấu trúc cố định là take somebody's port. Ở đây somebody's là my brothers. My brothers là somebody's. Còn nếu mà chọn câu B thì một là signed with somebody. Thì lúc này signed là động từ và mình dịch là đứng về phe ai đó. Còn không nữa thì con dùng take size. Nhưng mà take size nó chỉ là take size mà thôi. Take size hết. Thì take size mình dịch là chọn phe trong một cuộc tranh luận. Take size mình dịch là chọn phe trong một cuộc tranh luận. Share thì khỏi phải nói, nhưng mà share là chúng ta có một cái cụm này, sau này mình thi IELTS writing mình miêu tả biểu đồ tròn á, biểu đồ phần trăm á, là mình dùng cái cụm từ này nè mấy đứa. The lion's share of something. The lion's share of something là cái phần bự nhất. Phần bự nhất đó, ví dụ như là một cái biểu đồ tròn 50%, 51, 52, 53, 54, nói chung là từ 50% trở đi là con có thể dùng là the lion's share kiểu vậy. Được ha. Sau này thi IELTS writing á, nhớ dùng cho thầy nha. Place. Place thì mình có cái cụm thành ngữ là take somebody's place hoặc là take the place of somebody. Thế chỗ ai đó. Thế chỗ ai đó. Thầy đang mong đợi là có một bạn take bạn Hân's place như là một cái người may mắn nhất trong tháng 8 này mới được. Không biết là có bạn nào là take the place of bạn Hân, là vua của hôm nay. Thầy khẳng định luôn bạn Hân là bạn vua từ vựng hôm nay. Vừa trả lời đúng được 5 câu và vừa được thưởng vòng quay may mắn cho mọi người. Bó tay luôn thiệt. Không biết là có bạn nào sẽ lên chiếm ngôi hay không. Rồi, 28 tới bến luôn. 28 là cái ý tưởng là dành ra một năm đi du lịch trước khi mà đi học đại học á. Ý tưởng đó thật sự đã trở nên phổ biến, trở nên thành công trong nhiều năm nay. Như vậy trở nên phổ biến, trở nên thành công là take off, chọn câu D. Thằng này mình dịch là cất cánh nha con. Nếu mà nói về máy bay thì tụi con cứ liên tưởng hình ảnh máy bay đi. Hình ảnh máy bay là hình ảnh cất cánh, tức là hình ảnh nó bay lên trời, tức là thành công đó con. Và thầy hứa với tụi con luôn là những cái bạn nào mà xem livestream đến cùng thì những cái bạn đó chắc chắn sẽ take off trong cuộc đời của mình, chứ đừng nói đến trong kỳ thi đại học. Bởi vì mình là những cái người mà làm tới cùng mọi người. Không làm thì thôi, đàm là làm tới cùng. Và làm tới cùng là một cái phẩm chất mà người thành công nào cũng phải có. Nhớ nha con ha. À, xin chúc mừng tụi con đang mang trong người cái hạt giống thành công khi mà mình làm tới cùng. Rồi, và có một cái chương trình mà cũng đã take off mà thầy muốn nhắc lại cho tụi con là chương trình Truy Tìm Ngôi Sao NQH. Và chương trình này dành cho 2K3, 2K4, 2K5. Và tuần này, 2 ngày nữa thôi là chương trình này sẽ đến với 2K4. Thì format của nó giống như là chương trình đường lên đỉnh Olympia. Và giải thưởng lên đến hàng trăm, hàng triệu. Mình hãy có mặt trước màn hình vi tính 8 giờ tối cái ngày mà mình đi sale Shopee á. Shopee nó sale á, là mình tối mình chơi để mình lấy vốn mọi người, mình bơm máu lại mọi người.
Thì chương trình này là nó nói về những kiến thức khoa học, thưởng thức vui vẻ, nói chung là nhiều lắm. Tụi con đừng lo, là những cái chương trình này không chỉ test tụi con kiến thức là học thuộc đâu mà còn có những cái kiến thức khác nữa. Do đó là cả ngày mình đi săn sale mệt rồi đúng không? Thì 8 giờ tối chủ nhật mình hãy lên để mà có những cái trải nghiệm vui vẻ, có thêm kiến thức mới và đặc biệt là có thêm những phần thưởng hàng trăm hàng triệu nha con. Rồi, hẹn các bạn 2K4, 70 bạn đang xem livestream này vào chủ nhật tuần này. Thì muốn thấy là 70 bạn xem livestream này vào chủ nhật tuần này cũng có mặt luôn. Thì đó là chương trình mà đã take off vào vừa rồi. Thì hy vọng là với cái sự tham gia của 2K4, chương trình đó cũng sẽ take off luôn mày được. Câu A thì câu A mình biết rồi, câu A thì mình dịch là hoãn, put off, và nó bằng với những chuyện như là delay, postpone là hoãn. Cái này là câu trăm cũng đã nói rất là nhiều. Tụi con để ý nè con, put off nó bằng chữ postpone. Hai từ này có điểm chung là chữ B đó con. Chữ B ấy, cho nên là hai này nó dịch là hoãn. Bring off có luôn nhau đó. Bring something off mình dịch là làm cho cái gì thành công, và nó bằng với cái cụm từ là pull là something off. Thì pull something off làm cho cái gì đó thành công. Ổn ha. Rồi, hy vọng là mình hãy có mặt trong chuyên mục là truy tìm ngôi sao NQH và mình bring cuộc thi đó off bằng wifi, bằng kiến thức, bằng sự may mắn của chúng ta. Rồi, go off thì go off mình dịch là chán. Go off something thì là chán. Nó còn nhiều nghĩa lắm, nhưng mà trong trường hợp này thầy dịch cho tụi con dịch là chán, ngoài ra nó còn nhiều lắm, nhiều lắm. Rang nè, rung nè, nổ nè, nhiều lắm mấy đứa. Đồ ăn bị hư nè, ở đây dịch là chán. Được ha. Ok. Và các thầy cô NQH hết sức để mà tụi con không bao giờ go off những cái bài giảng của thầy cô. Và thầy rất là trân trọng cái sự tham gia của tụi con. Rồi, lụm luôn câu số 29. 29 rất là vui, nó giống như tụi con á. Sau khi đi ngủ nhiều giờ, sau khi lên giường nhiều giờ là tôi vẫn còn thức chao cháo. Mình có gặp cái trường hợp này không mọi người? Như vậy là thức chao cháo kỳ lắm. Trước khi mình đi ngủ nó buồn ngủ má ơi, nhưng mà khi mà mình lên giường là tự nhiên mắt mình mở chao cháo luôn con. Như vậy là mình mở chao cháo là mình cái gì? Awake. Mình mở chao cháo là mình cái gì? Awake con. Lụm luôn. Full là awake. Câu A là không đúng con nha. Hãy chọn câu D con ơi. Broad awake. Chọn câu D là con đi ngủ luôn rồi đó. Chọn câu C nha con. Đúng. Wide awake hoặc là fully awake là tỉnh như sáo. Tỉnh như sáo mới được. Nhiều lúc là mình buồn ngủ quá trời, đến lúc lên giường ngủ và trời ơi, chúng ta tỉnh như sáo luôn. Còn tỉnh sương sương, tỉnh sương sương kiểu như là nửa mê nửa tỉnh. Nửa mê nửa tỉnh là half awake hay là half asleep. Đó. Thì đây này, tụi con nè, đó lúc cần ngủ nó buồn ngủ quá trời luôn, nhưng mà lúc lên cái tỉnh như sáo. Rồi, và mình có một cái cụm từ nữa rất là hay phải học cho thầy. Fast asleep, sound asleep. Nó bằng với lại là sleeping deeply, mình dịch là ngủ sâu, không dịch là ngủ nhanh, cũng không dịch là ngủ âm thanh. Ngủ âm thanh là ngủ thế nào con? Mình dịch là ngủ sâu nha, ngủ sâu nha con. Sound ở đây là ngon á, thì sao sleep là ngủ ngon là ngủ sâu chứ không dịch là ngủ âm thanh. Được ha. Rồi đó, những cái bạn nào mà có giải trong tối nay thì có lẽ là ngủ ngon rồi đó. Ok nha con ha. Rồi, lụm luôn. Số 30, 30 là cô ta cảm thấy cái điều mà cái sự quan tâm về phúc lợi của cổ là một cái điều gì đó. Rồi chúng ta cùng coi clip để mà biết nha mấy đứa. Thì mình hãy coi một cái tình huống, đó là trớ trêu như sau. Đó, người ta tính tiền, người ta tính tiền mà chỉ tính một cái cây thôi, cái cây kẹo thôi. Rồi, coi lại nha mọi người. Chưa gặp cái trường hợp nào đó. Nếu tụi con để ý thì cái mặt của anh này, mặt của anh này là cảm thấy cái việc này là việc rất là khó chấp nhận. Như vậy con ơi, nếu mà con dịch là khó chấp nhận là con sẽ chọn thằng nào cùng cho to take. Thì đây là câu kết thúc đẹp đẽ, hard to take. Hard to take là khó chấp nhận, nó bằng với lại hard to accept. Chữ take này bữa trước chúng ta học rồi, ngoài nghĩa là lấy nó còn gì là chấp nhận đó mọi người. Được ha. Plain mình dịch là nhạt hoặc là rõ ràng, hai nghĩa con, nhạt hoặc là rõ ràng. Plain and simple thì plain and simple là đơn giản và rõ ràng, đơn giản và rõ ràng. Rồi rough, rough mình dịch là động, nếu mà mình nói về biển mà mình dịch là có bão, nếu mà mình nói về thời tiết.
dù là rough seas biển động hoặc là rough weather là thời tiết có bão, tense mình dịch là lo lắng căng thẳng. Và bây giờ là đến lúc mà tụi con sẽ trở nên rất là tense mọi người ơi. Rồi, và thầy xin được công bố giải đầu tiên là giải 50K, giải thực chiến nha con. Rồi như vậy là giải thực chiến nhanh nhất, đúng nhất 5 câu 25, 26, 78 gì đó. Xin được chúc mừng một bạn nữ và xin được chúc mừng bạn Phương Quỳnh con ơi, lại một lần nữa gọi tên NQH Tân Bình, thầy quá tự hào luôn mày được. NQH Tân Bình đã lập nên lịch sử mọi người. Quá tự hào. Chúc mừng Phương Quỳnh 50K nha. Và nếu mà Phương Quỳnh là quay được vòng quay may mắn đó là coi như Phương Quỳnh cũng bá đạo luôn, là Phương Quỳnh lụm được 2 xị gửi. Rồi, xin mời chị Hồng Anh. Hồng Anh lên cái link đi. Lên cái link đi Hồng Anh ơi. Ủa link chị Hồng Anh đâu mất tiêu rồi. Chúng ta cùng chuẩn bị cho mình hả? Quay 200 ngàn nè mọi người, 2 xị nè mọi người. Rồi các em đang ngóng chờ. Ủa link chị Hồng Anh đâu mất tiêu rồi ta. Rồi lên rồi, đây 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 đó. Rồi sẵn sàng chưa tụi con? Một lần nữa, nếu mà tụi con nghĩ rằng mình đoạt giải thì mình hãy comment cho thầy tên cơ sở cộng cho chữ vô địch, ví dụ như là Tân Phú vô địch, mình hãy comment đi tụi con, hoặc là Tân Bình vô địch để mà cơ sở đó độ cho tụi con. Như vậy hàng nào vô địch ở lộn, cơ sở nào vô địch mình hãy comment. Tân Phú vô địch, quận 10 vô địch. Rồi, Tân Phú, Tân Bình, quận 10 vô địch. Quận 10 thiếu chữ vô địch rồi. Sao quay số mà cái nhạc nó nhẹ hiều vậy trời. Rồi, Cầu Xéo vô địch mấy đứa. Rồi, nếu mà mình muốn tăng cái khả năng trúng giải, mình hãy comment tên cơ sở mình đang học cộng cho chữ vô địch đi mọi người. Biết đâu chừng tăng khả năng trúng giải đó. Hồi nãy là thầy thấy bạn Hưng cũng có dùng cái cách này nè mọi người. Như vậy là Tân Phú vô địch, nãy giờ là không thấy Tân Phú đâu nha, biết đâu chừng là Tân Phú đợi hốt giải chót đúng không con. Rồi Cầu Xéo vô địch, ok sẵn sàng chưa mọi người? Thầy cần nhiều hơn những lời bình luận từ 50 bạn đang xem livestream này, mình có 50 bạn lận mà mọi người. Rồi Tân Phú vô địch, như vậy bạn nào cơ sở nào vô địch nữa chúng ta comment nữa đó. Cầu Xéo, Tân Phú, ở Tân Bình chạy đâu mất tiêu rồi, sao toàn Tân Phú Cầu Xéo không vậy. Rồi sẵn sàng cho mọi người, và chúng ta cùng tìm ra bạn may mắn nhất được 200 ngàn giải Loan Tỏ, và bạn đó rất là xứng đáng với công sức là share cái livestream này, lan tỏa cái livestream cực kỳ có giá trị này đến với nhiều người bạn của mình nữa. Thầy xin được cảm ơn toàn thể tất cả các bạn đã xem livestream này, toàn thể những bạn nào đã comment, toàn thể những bạn nào mà đã share cái livestream này. Tụi con đang góp phần làm cho không gian mạng trở nên một cái nơi tích cực hơn. Thầy xin được cảm ơn tụi con. Thôi, và bây giờ thầy quay nha mọi người. Bây giờ thầy quay nha. 1, 2, 200 ngàn. Vô luôn, 200, 200 mọi người. 200, 200. Màu gì? Vẫn là màu đỏ, màu đỏ. Rồi đó, hôm nay thầy mặc màu đỏ là màu đỏ vô không? Xin được chúc mừng chủ sở hữu của 200 ngàn là bạn 100120552458937. Ôi, có bạn nào đoán được ai không ta? Rồi, chúng ta nhắc vô nha mấy đứa. Bạn nào mọi người, hồi hộp quá. A đù, một bạn rất là hay bình luận trong chuyên mục của thầy. Và cuối cùng phần thưởng đã thuộc về bạn Đặng Nguyễn Tiến Khoa. Rồi, Khoa ơi, hãy mau chóng mình inbox cho bay để mà mình lượm 200k đi con. Bạn Pha có share livestream và có những cái hashtag rất là hay luôn con ha. Rồi xin chúc mừng bạn được vô địch. Thì đây là chuyên mục vua từ vựng của thầy, và thầy hy vọng đã cung cấp cho tụi con những từ vựng vận dụng cao, giúp tụi con có được điểm 9 và điểm 10 trong kỳ thi đại học. Hôm nay là tuần đầu tiên của tháng cho nên là sự kiện chúng ta rất là hấp dẫn để mà tụi con có một cái gì đó nó lạc quan, nó tích cực cho tháng mới, vượt qua cái sóng gió lần này. Và hy vọng tụi con đã học được nhiều từ vựng hay, những cái kiến thức hay, những cái cách ứng dụng từ vựng hay. Thầy chân thành cảm ơn tụi con, hơn 50 bạn vẫn còn ở lại với thầy gần 12 giờ. Tụi con hãy lạc quan, tích cực, vui vẻ, chúc mọi điều tuyệt vời, đẹp đẽ nhất đến với tụi con.
Rồi, xin cảm ơn tụi con nha. Bye bye, hẹn gặp lại tuần sau nha tụi con. Bye bye, mình hãy dành cho nhau những cái lời chào tạm biệt, những cái lời hay ý đẹp. Trước khi mà chúng ta chia tay nhau đi mọi người. 11 giờ rưỡi rồi, 2 tiếng đồng hồ chiến đấu bên nhau ha. Rồi mình hãy dành cho nhau những cái lời hay ý đẹp, những cái lời tuyệt vời dành cho nhau. Rồi, bye bye tụi con nha, ngủ ngon nha, ngủ ngon nha, bye bye nha.